Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mình hên, tới giờ này cũng còn được ấm tốt. Hy vọng tuần sau mình có khóa tu mùa thu, trời vẫn ấm. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói chuyện Phật Pháp, thầy Pháp Hòa có một cái thông báo cũ rích. Nhưng mà tại vì cái này nó làm tổn hao của người khác, cho nên Pháp Hòa cần phải lên tiếng. Thì như quý vị biết là Pháp Hòa thường thông báo là Pháp Hòa không có xài Facebook cá nhân. Vì vậy cho nên rất nhiều người đã giả tên Pháp Hòa trên Facebook, và họ tự tạo những cái Facebook bằng tên của Pháp Hòa, rồi nhắn tin cho những ai xài Facebook nhân danh Pháp Hòa kêu gọi từ thiện. Như là mới đây nhất là có một người ở Việt Nam bị gạt 400 triệu là nhân danh Pháp Hòa đi làm từ thiện cứu một người bị, một sư cô bị bệnh. Rồi cái vụ Bảo Lục ở Việt Nam vừa mới tức thì đó, thì cái người này cũng đã nhân danh Pháp Hòa đi kêu gọi từ thiện nữa. Rồi nhân danh có một cái Facebook nào nữa đó, thì nhân danh Pháp Hòa đi quảng cáo thuốc, nào là thuốc tiểu đường, nào là thuốc phong thấp đau nhức, và nói rằng Pháp Hòa đã từng bị bệnh và về Việt Nam chữa bệnh. Thứ nhất là em không có bệnh, mà em cũng chưa có về Việt Nam. Rồi quảng cáo rằng là nhờ uống thuốc này mà hết bệnh, cho nên ai muốn hết bệnh thì hãy đi tìm cái vị thuốc, cái vị thầy thuốc này, và nghe đâu nói đâu ở ngoài Hà Nội á. Xong rồi khi người ta liên lạc tới thì nói rằng chỉ cho cái thuốc cơ bản thôi là miễn phí, còn hãy muốn thuốc tuyệt hết bệnh thì phải trả tiền. Thì nếu như mà cái này nó không có tổn hại gì đến tiền của người khác thì thôi mình có thể mình du di. Nhưng mà Pháp Hòa thấy tội cho những người có cái lòng từ bi, nghe kêu gọi từ thiện thì liền tức khắc. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa sợ đến mức độ là không dám viết thư kêu gọi bất cứ cái gì hết, tại vì họ có thể copy cái thơ Pháp Hòa, rồi họ thế vào đó những cái trương mục, những cái tài khoản ở tại Việt Nam. Mà có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, hàng trăm triệu chứ không ít. Cho nên Pháp Hòa xin một lần nữa thông báo với đại chúng, Pháp Hòa chưa có xài Facebook cá nhân. Bất cứ tên nào, tên là Thích Pháp Hòa, Thầy Pháp Hòa, Sư Thầy Pháp Hòa, bất cứ những cái tên đó trên Facebook không phải em. Mặc dù hình ảnh em đầy dẫy trên đó, nhưng em không biết gì hết. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời kêu gọi như vậy. Bảo Lục cũng không dám kêu gọi. Xây cái tăng xá khởi công đang làm cũng không dám kêu gọi gì hết. Tại vì mình nói ra là bị dính, là họ có thể cắt xén bất cứ những cái câu từ gì của mình. Thành thử ra Pháp Hòa xin thưa là 2-3 ngày nay đã có rất nhiều người bị tốn tiền. Mà cho nên là các vị đó mới gửi những cái tin, chụp những cái tin nhắn đó rồi gửi qua email của chùa để hỏi Pháp Hòa như vậy. Nhất là vấn đề quảng cáo thuốc. Rồi nhiều người uống xong rồi email qua la Pháp Hòa nữa chứ. Thầy quảng cáo sao có uống không hết. Thành thử ra cũng tội. Cho nên Pháp Hòa xin thông báo như vậy để đại chúng hoan hỷ thông báo dùm. Và hy vọng rằng á, cái clip này mãi mãi được cắt ra và giữ lại rồi để cho các vị biết. Cái này là một cái việc làm gọi là ác. Ác là gì? Là làm tổn hại. Tổn hại đến cái tâm từ của người khác. Riết rồi người ta không dám làm thiện nữa. Biết ai thiệt ai giả mà làm. Đó là chưa nói tổn tiền của đó. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là khi nào cái tâm mình nó lưu xuất cái điều xấu,
mình làm cái điều gì mà nó tổn hại đến người khác và tổn hại đến mình. Mình ăn cái đó được bao nhiêu, nhưng mà tội lỗi mình phải nhận đời này đến đời sau. Rồi mình nuôi người thân mình bằng cái tiền của đó, thì người thân mình cộng tội với mình. Phước thì cũng có cộng phước. Thí dụ như mình đi làm, hay là mình có tiền, hay là mình làm điều tốt, người ta thưởng cho mình, mình đem cái tiền của đó về vật thực đó về mình chia sẻ cho trong gia đình, thì gia đình mình, con cháu mình cộng cái phước với mình. Nhưng mà nếu như mà mình làm cái điều không đúng, làm tổn hại, nó cũng là cái người thân của mình cũng cộng tội với mình, cộng nghiệp với mình. Cho nên á, tại vì khi mình làm một cái điều gì, nó lưu xuất từ cái tâm của mình. Và cái hạt giống thiện, hạt giống ác á, nó nằm sẵn ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như á, mình gặp một con kiến. Hồi đó mình chưa biết Phật Pháp gì á, mình gặp kiến là mình giết nó. Mình thấy con ruồi mình đập nó. Mình thấy con muỗi là mình dỗ nó. À, rồi con chó con mèo gì nó vô nhà mình không thích là mình đánh nó, vân vân. Thật ra cái đối với con người bình thường, mình nhìn đó là không có gì hết, chuyện nói chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái chủng tử, cái hạt giống. Khi mình thấy một loài nào đó, không cần biết nó bao lớn, mà nó tổn hại mình là mình đập nó thôi. Ví dụ như con ruồi nó đậu lên thức ăn mình, cái mình đập nó liền. Con muỗi nó cắn mình đập liền. Con kiến nó đâu có làm gì, nhưng mà nó có thể nó vô nhà mình để mình giết nó đó. Rồi á, giữa con người với con người, mình đi tìm những vật thực mình ăn, hay là mình giận ai đó, mình đánh họ, mình tổn hại họ. Vì vậy cho nên, rồi ngược lại mình có hạt giống thiện không? Có. Nghe ai đó đau khổ, bệnh tật, giúp đỡ. Đó, giống như cái vị Phật tử mất 400 triệu đó. Nghe thầy Pháp Hòa nhắn tin cứu một sư cô, lập tức đi vay tiền cho, tiền đó mà chó, đi vay trả chó. Vậy thì cũng cùng một cái hành động, một sự việc đó, mà một người thì lợi dụng một sư cô bệnh, mà có biết sư cô nào đâu. Lợi dụng, thí dụ cho dù có, lợi dụng cái tên tuổi người ta, bệnh tật người ta, để kiếm tiền sống trên cái khổ đau của người khác. Rồi cũng sư cô đó, nhưng mà người khác lại phát tâm thương. Đó, thành thử là cũng một sự việc mà hai cái tâm nó khác nhau. Rồi cái đó gọi là thiện và ác. Thiện là gì? Thiện là mình tăng trưởng. Mình làm cái gì mà mình tăng ích cho người, cho mình. Thí dụ như mình biết một cái điều hay, mình nói cho người khác cùng nghe theo, tăng trưởng. Mình vừa tăng trưởng được sự hiểu biết, sự cảm hóa nơi mình cũng chia sẻ cho người khác. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật thường nói đến thiện ác nhiều lắm. Ngài Thân Loan là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Ngài cũng đưa ra những cái ví dụ của ác. Chẳng hạn như Ngài nói có 7 loại ác. Ví dụ mình là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai chiều, tức là đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời vô ích, rồi tham, sân, si, cái đó gọi là thập ác. Còn các hàng tỳ kheo mà thọ giới tu hành rồi, có tứ ác, tứ, bốn cái điều ác cực kỳ, đó là sát, đạo, dâm, vọng, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Và nói dối đây không phải là nói dối bình thường, nói dối cực của cái trọng tội của nói dối mà người tu có thể bị là gì? Chưa chứng quả mà cho mình chứng quả. Để làm chi? Để mong cái lợi dưỡng về mình. Đối với người xuất gia là có bốn cái cực ác. Rồi đó bên cạnh đó là gì nữa? Chẳng hạn như là có những người phá kiến, phá giới. Phá giới là sao? Thí dụ như mình thọ cái giới đó, mình phá, cái đó là phá giới. Nhưng mà cái phá giới đó, nếu có tội là tội mình à. Nhưng mà phá kiến là tội lớn hơn. Chữ phá kiến là gì? Phá những cái chánh kiến của người khác mà xen vào đó những cái tà kiến để làm lạc hướng của người đi. Thí dụ như vị nào mà đến nói với mình đừng có ngồi thiền riết khùng. Đừng có tụng chú đại bi riết khùng. Ở nhà đừng có tụng pháp hoa nóng tánh.
ở nhà đừng tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng quỷ ma nó vô. Vậy mà mình cũng nghe, tụng kinh thì sợ ma vào, sợ tâm tánh mình nóng. Mà hằng ngày đó mình xem phim bạo động, phim bắn giết đó sao không thấy, rồi tối đi mướn phim ma về xem đó làm sao. Thành thử ra phá kiến đó, tức là mình lệch cho người ta, mình làm cho người ta sai đi cái chánh kiến, mà xen vào đó những cái tà kiến. Chẳng hạn như nói Phật tử không được thờ Phật ở nhà, nhất là thờ tượng, tại tượng cốt để chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi cái nói là Phật tử không có nên thờ Phật Thích Ca, tại Phật Thích Ca để nam thờ thôi. Thí dụ những cái trường hợp vậy, thì cái phá kiến này nó nguy hiểm hơn phá giới. Phá giới là mình phá có phá giới mình tội à, nhưng mà phá kiến là mình làm sai cái hiểu biết của người khác, rồi người khác lấy cái hiểu biết đó tiếp tục truyền bá, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thì đó, nói theo Ngài Thân Loan là có 7 loại như vậy đó. Ngoài ra rồi còn có nhất xiển đề, bất tin. Người này không còn tin cái gì hết, không tin nhân quả, không tin tội phước, mà chẳng những không tin mà còn đã phá nữa, gọi là nhất xiển đề. Quý vị nào mà học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là nghe cái này nhiều lắm. Hôm rồi nhân lúc đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, con đoạn này hay lắm, Pháp Hòa trích cho đại chúng nghe Đức Phật dạy. Có hai người, có hai hạng người trí. Một là người chẳng tạo điều ác, hai là tạo điều ác rồi biết sám hối. Nhiều khi mình vô minh, một cái giây phút nào đó mình làm lỗi, nhưng mà nhờ mình có cái tuệ cho nên mình làm lỗi rồi mình nhận ra được cái lỗi đó mình sửa, là người trí. Cho nên mình đi thọ giới, mình đi quy y là một hình thức phát triển trí tuệ. Tại sao? Hồi xưa mình sống rong rỡ, mình sống buông thả. Bây giờ mình ý thức, mình quy y, mình tiếp nhận giới để làm gì? Để có cái đường, để có cái chuẩn cho chúng ta đi theo. Đó là người trí. Đức Phật dạy hai người trí ha. Một là chẳng làm điều ác, hai là tạo rồi biết sám hối. Có hai hạng người ngu, tức là người khờ dại đó. Một là người tạo tội, hai là người che giấu. Mình làm lỗi mà che giấu tội nó hơn. Đức Phật dạy tiếp, có hai hạng người, Đức Phật dạy cái người sám hối như gì? Như khói mây tan thời mặt trăng chói sáng, người tạo tội ác có thể sám hối cũng như vậy. Thí dụ như mình làm lỗi rồi, bây giờ mình biết ăn năn thì giống như là mặt trăng, mặt trời mà vén mây ra rồi. Cho nên một vị tổ Việt Nam mình nói một câu rất là hay để ví dụ cho cái việc này đó. Ngàn trăng, ngàn nước, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Mấy dặm không trăng, mấy dặm trời. Nếu ở dưới nước này có 1000 cái hồ nước thì sẽ thấy 1000 ánh trăng. Phải không? Tại trăng thì có một, nhưng mà dưới này nước hồ nó bình lặng thì chiếu soi. Cũng như thế, Phật như là một vầng trăng, nhưng mà tất cả chúng sanh mình nếu tâm thanh tịnh thì có phải Phật ở trong ngàn tâm của chúng sanh mình không? Cho nên hồ tâm chúng sanh lặng thì trăng hiện bóng trong ngần. Nếu cái hồ tâm của chúng sanh, nếu tâm của chúng sanh mà tĩnh lặng thì Phật soi chiếu với mình. Cái bài đó là dịch từ cái bản tiếng Hán, Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nhưng mà mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Nếu mà bầu trời không có mây thì mình sẽ thấy cả một bầu trời mênh mông. Như vậy mây là tượng trưng cho nghiệp, còn trăng là trời, đó là tượng trưng cho cái bản chất của chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta cứ tạo tội hoài là do cái gì? Do nghiệp che. Do nghiệp che. Cũng như mình mà thấy tiền nó mở mắt mình rồi là bất cứ làm cái gì miễn có tiền là được. Hại người cũng được, bất cứ không kể. Hay là mình nói là cái danh mà nó che mắt mình rồi thì mình làm bất cứ việc gì miễn cái danh của mình nó được lên cao. Cho nên á, trong nhà Phật hay dùng cái hình ảnh mây. Cũng giống như có một người tới hỏi một vị tổ, con chó có Phật tánh không? Vị tổ nói có.
Thì ông cư sĩ mới hỏi, nếu con chó có Phật tánh, vậy tại sao nó không lựa cái thân người đẹp đẽ nó chui vô, mà nó chui vô chi cái bộ lông sần sù vậy? Cái câu hỏi đúng chi gì nữa. Nếu mà có Phật tánh là có tánh giác, mà có tánh giác, có giác ngộ, có hiểu biết, tại sao không chui vô cái thân tốt mà lại chui vô cái thân lông lá? Thì vị tổ trả lời sao? Vì nghiệp thức che đậy. Tên ăn trộm biết ăn cắp là xấu không? Biết không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn đi ăn cắp? Nghiệp thức nó che đậy. Cái nghiệp lực mà tiền của danh vọng nó lôi kéo mình rồi. Thí dụ như mình biết là hành hung người ta là có tội, nhưng mà cái cơn giận của mình nó giận quá, kiểu nói, thì mình có thể lao vào, mình giết người, mình đánh người. Cho nên tất cả nó đều là do cái nghiệp lực. Lực là gì? Là một sức mạnh. Cho nên á, nhiều khi mình không thương người đó, mình thấy người ta. Như vừa rồi ngày hôm qua có một vị lên kể hoài. Kể xong nó nói, trời ơi, con thấy con của con nó thương chi cái người đó mà nghèo đó chả ra gì hết. Pháp Hòa nói, đâu phải mình đâu mình nói, phải không? Thí dụ giờ Pháp Hòa nói, cô không thương con làm được không? Nói không, nó con thì cũng như vậy. Mỗi người có một cái sức lực riêng, có một cái lý do thương riêng. Bây giờ con cô giỏi dở, cô không biết, cô vẫn thương là vì con của cô. Nó có cái lực nó hút. Thì người kia cũng vậy. Người kia có xấu, có đẹp, có gì nữa thì tại sao? Lỡ yêu rồi. thì cái lực yêu nó che mờ. Nó lực yêu nó che mờ. Khi đã yêu còn lo sợ gì mà. Tại vì cái lực đó nó mạnh rồi thì nó che lấp. Cho nên con chó vẫn có Phật tánh. Nhưng mà một giây phút che lấp thì nó vẫn đọa lạc. Đức Phật dạy có hai giàu, thế gian này giàu có hai hạng. Một là nhiều voi ngựa xúc, lục xúc, tức là giàu thì có hai loại giàu vật, giàu những gì, giàu những cái vật chất của cải. Hồi xưa là người ta hay lấy cái hình ảnh là có lục xúc, có ngựa, có bò, có dê, rồi nhiều kêu giàu. Một là nhiều voi ngựa, hai là nhiều vàng bạc của báo. Voi ngựa nhiều chẳng sánh được một hạt châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Bây giờ nói có hai là hạng người giàu, giàu ngựa voi hay là giàu tiền của. Và khi cái người mà có giàu voi ngựa cũng không sánh bằng một hạt châu. Đức Phật nói tiếp, cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Thí dụ như giờ người ta gặp mình, ta nói, trời ơi, chị giàu lắm. Dạ, tôi không có giàu tiền của, nhưng mà tôi giàu tấm lòng. Cho nên nhiều khi mình á, mình giàu cái tâm từ bi, giàu cái sự hiểu biết, giàu cái lòng cảm thông, cái đó tốt. Tại vì sao? Tại vì cái đó không bao giờ đói. Thí dụ mình giàu cái lòng không ganh tị, đừng lo, dù mình không có đồng xu, người ta vẫn thương mình. Tại vì mình nghèo mà không ganh tị, đi tới đâu ta cũng cho ăn, không sợ đói, mà chẳng cần cất giữ. Cho nên mấy người mà xin lỗi, nhiều khi người ta làm homeless, người ta không có của gì hết đó, nhưng mà không bao giờ ta đói nha. Ta đi vòng cái người kia không lẽ không cho được chén cơm sao? Cho mình giàu nhưng mà mình cực lắm, tại vì mình phải giữ của. Cái người ta không có gì, ta khỏe hơn mình. Đức Phật dạy người giàu cũng có hai hạng, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Cái câu tạo nhiều điều ác chẳng bằng làm một điều lành, cái câu này nó giống như trong chữ Hán mình hỏi Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời mà làm lành, lành còn chưa đủ, nhưng một ngày làm ác, ác tự đã dư. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình bố thí nè, mình cúng dường, mình xây tượng, mình làm hết các cái điều thiện đi, nhưng mà lỡ bữa nào mình nóng giận quá, mình giết người rồi, thì cái này lúc trước mình làm báo chí không có đăng nha, không thấy ai nói gì hết, nhưng mà đây cái chuyện này sẽ rao truyền. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.
cả đời làm lành cũng chưa đủ. Một giờ, một ngày mình làm ác thôi, tự đã dư. Cho nên không có trách gì, mà cũng chẳng lạ gì khi thế gian này sao? When you do something good, nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Mình làm một điều thiện, điều lành không ai nhớ đâu. Nhưng làm một điều xấu người ta nhớ suốt đời. Hồi xưa có những cái luật phạt những cái người mà làm ác, làm phạm tội. Có những quốc gia ngày xưa họ làm sẵn một con dấu bằng sắt có cái chữ ST là stealer. Bất cứ ai mà ăn cắp mà bắt được á, họ sẽ nướng đỏ cái cây sắt có chữ ST đó, họ in lên cái mặt của cái người đó. Để làm chi? Để đi tới đâu người ta cũng xa lánh cái người này. Và người này trở thành một cái người gọi là bị thiên hạ coi thường, chê trách, là vì trên mặt ảnh có hai chữ ST tượng trưng cho stealer. Nhưng một người khác cái tâm họ thiện hơn, họ nhìn người bằng cách khác, họ lợi họ thân chơi với người này. Thì cái người khác mới hỏi họ: cái người này là stealer mà tại sao anh chơi với họ? Ủa? Họ là ăn cắp à? Stealer hả? Sao tôi không biết? Trời đất ơi, trên mặt nó in hai cái chữ ST, anh không biết sao? Nó ồ vậy hả? Tại tôi tưởng đâu là saint. Saint là thánh, tại vì chữ thánh viết tắt cũng viết vậy đó. Stealer cũng ST mà saint cũng là ST. Nhưng mà cái tâm họ thiện, họ lành, cho nên họ nhìn mọi người bằng lành như vậy. Cho nên đạo giáo có mặt để làm gì? Để phát triển cái đó, phát triển cái chủng tánh thiện nơi chúng sanh. Cho nên mình thường hay nói là tu tâm. Câu kế là gì? Dưỡng tánh. Cái tánh là cái gì? Cái tánh là cái bản chất, là cái nature. Nó mãi ở trong lòng không thay đổi. Cho nên ráng dưỡng cái tánh đó. Còn cái tâm là cái mặt chiều ở nổi trên nè, nó dễ bị lung lay lắm. Mình mới vừa trên này mình thương quý cái vị đó hết sức, xuống lầu người ta nói xấu vị đó, mình đổi thái độ mình nhìn liền, thì cái tâm mình nó dễ lung lay. Cho nên thường người ta hay gọi là tu tâm dưỡng tánh. Vì cái tâm của mình nó dễ hay thay đổi, mà chẳng những vậy mà nó còn dễ bị lôi cuốn theo cái xấu. Cho nên ráng sửa cái tâm đó. Ráng sửa cái tâm đó và cái tánh tốt đó, nên ráng dưỡng nó. Cho nên đạo Phật đó, nói cho đúng là cũng không ngoài cái chuyện, nói tất cả giáo lý cũng không ngoài cái chuyện dưỡng cái tánh đó. Cũng Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái tình cảm hạnh phúc trong gia đình nó mới quý. Còn cái chuyện mà tiền bạc thu ít thu nhiều, tài chánh nó có hụt nó có hao, đó là chuyện thế, chuyện bình thường của thế. Chỉ tình cảm mà còn á, mình làm nên tất cả. Còn tiền bạc nó hao hụt là cũng do mọi thời thế thôi. Nội cái chuyện mà 2 năm Covid là ai cũng ngất ngư rồi. Nhưng mà nhờ cái tâm vững chãi của mọi người, cho nên rồi ai cũng sống tới ngày nay. Tại vì sao? Tại vì mình hiểu rõ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hồi xưa mình có một chén gạo mà cả nhà mình ăn được, mà tại sao giờ có lu gạo mình vẫn rên? Hồi xưa mình chỉ có cái hiên che mình vẫn sống, mà giờ sẽ có nhà mình vẫn rên. Thành thử ra hôm rồi đây cũng có một gia đình lên than thở chuyện đời sống hàng ngày. Pháp Hòa cũng chia sẻ vậy. Cái quan trọng là vợ chồng vẫn giữ được cái đầm ấm hạnh phúc. Còn cái chuyện mà cái bề nổi ở trên á, thay đổi tiền của thiếu hụt vân vân, mấy cái chuyện đó rất bình thường của cuộc sống. Thậm chí bây giờ mình có nè, thí dụ bây giờ mình làm ăn mà lên phất lên đi, rồi cuối cùng mình ăn nhiêu cũng chén cơm cùng, mà thậm chí bận nhiều chừng nào là khỏi ăn luôn. Có tiền rất nhiều nhưng mà không có giờ ăn. Rốt cuộc là mình cần cái gì của sự sống? Cũng chỉ là ăn uống bình thường thôi. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện đó như chai nước lọc vậy đó. Uống nước trà, uống cà phê, uống các loại nước. Nhưng mà nước gì cần nhất cho cơ thể? Nước lọc.
Mà nước lọc là cái nước rẻ tiền nhất, không ai dòm ngó tới nó. Mà nước gì muốn pha không thể thiếu nước lọc. Muốn pha nước trà cũng phải có nước lọc, muốn pha cà phê cũng phải có nước lọc. Nhưng mà khi hỏi uống gì, cái lựa nước ngon uống, lựa gì ngon uống. Nhưng mà cuối cùng trong cơ thể cần gì? Cần một miếng nước lọc. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái đơn giản nhất của con người mỗi ngày của chúng ta. Gặp cái thời dịch bệnh đó, chạy vô Costco rần dành với nhau, dưỡng dành gì? Nước với gạo thôi. Rốt cuộc con người mình hiểu ra là gì? Cả cuộc sống của chúng ta không gì ăn như uống. Vậy thì những lúc bình thường chúng ta có ăn uống, tại sao chúng ta vẫn không thấy đủ? Cho nên lâu lâu mình phải trở về những cái cơ bản đó. Mình thiền quán những cái đó để mình hài lòng, để mình bình an, mình sống vững chãi. Mục đích của Phật giáo không phải chỉ nói cái chuyện chứng thánh, chứng quả gì. Cái chuyện đó có, nhưng mà anh lo cơ bản này trước nè. Cho nên nhà Phật hay kêu là sơ thiền đó. Sơ là bước đầu. Cái quả đầu tiên là anh chứng tu nhân thừa. Còn cái chuyện thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tính sao? Anh cứ có một đời sống con người bình thường cái đó. Bình thường mà chưa được thì lấy gì có Bồ Tát? Mà nếu có xưng Bồ Tát thì Bồ Tát bất thường. Cứ là một con người bình thường trong cuộc sống. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta tu tập không có gì phát triển, không có gì ngoài, chúng ta làm sao để trưởng dưỡng, điều phục cái tánh, cái tâm của mình. Điều phục cái tâm, trưởng dưỡng cái tánh. Nói cách khác là thiện ác. Cái ác á, nó có sẵn nơi mình, nhưng mà mình không cho nó không có ai tưới nó, không có để cho nó sinh khởi. Tứ chánh cần á, Đức Phật có dạy bốn điều tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, chân chánh. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh, nên làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, nên tìm cách phát triển. Giống như con mình á, thí dụ như từ nhỏ nó chưa biết gì hết, bắt đầu mình dạy. Tại vì nó chưa có, nó chưa biết tiếng Việt, nó chưa biết lễ phép, mình dạy cho nó. Điều thiện nó chưa có, làm cho nó có. Nếu mà nó đã có rồi, mỗi ngày phải phát triển. Còn nếu mình thấy nó xấu, nó có khởi cái tánh ác, cái xấu, lập tức kiếm cách chấm dứt. Mà nếu nó chưa có, đừng để nó khởi. Chẳng hạn như nít nó chưa biết tham, nhưng mình đừng có để tiền của, đừng có để tiền bạc lung tung. Nhiều khi mình người lớn hay coi thường mấy đồng, đúng. Tại vì mình coi thường mấy đồng lẻ. Nhưng với cái độ tuổi của một con nít, mấy đồng nó lớn lắm. Y chang mình nó nhỏ thôi. Hồi nhỏ trong túi có 10 bạc mà cứ 5 phút là móc ra đếm. Dớ không? Mỗi năm mà Tết đó, chờ một đêm một ngày đếm tiền biết mấy chục lần mà cũng nhiêu à. Quý vị mấy bà cụ Việt Nam mình đó, mặc cái áo bà ba ở ngoài, ở trong có cái áo lá trắng trắng đó. Tiền gói mấy lớp để trong rồi xong có cái kim tay. Lâu lâu mở kim tay ra ngồi đếm, đếm xong còn đủ 30 cất tiếp. Thì con nít cũng vậy. Cho nên mình để rơi rớt ở đâu, nó thấy, nó lấy, nó xài 5 đồng, 3 đồng. Nhưng mà lâu ngày bắt đầu biết xài lớn. Cờ bạc cũng vậy, phải không? Mới đầu chơi chơi đó, đồng hay đồng, anh em chơi cho vui. Nhưng mà ghiền rồi là chơi lớn. Cho nên cái gì nó chưa có ghiền, đừng tập cho nó. Vậy thì bây giờ mình hỏi là mình tu theo Phật giáo là mình tu cái gì? Phật dạy thiện ác là thiện là gì mà phải cần tu? Ác là gì mà phải cần tu? Ác là tổn giảm, thiện là tăng ích. Đơn giản vậy đi. Hồi xưa ta nói vậy nè, bình sanh tác tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thị hỏa ương. Bình sanh đó, tức là sống ở đời đó. Mình mà làm thiện á, được thêm phước. Còn mà ngu dại, nhược thị ngu ngoan, nếu mà ngu dại khờ khạo mà làm điều xấu á, thì tai họa nó đến với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo.
cái thiện cái ác cuối cùng rồi nó đều có cái trở lại với mình hết, cái quả báo hết á, không? Đừng có hồng là gì? Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cao phi là gì? Bay cao. Viễn tẩu là chạy xa, chạy xa bay cao cũng không trốn được. Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cái đó nó đến rồi thì không chạy được. Mình sắp sửa học Kinh Pháp Cú phẩm thứ 9. Và phẩm thứ 9 có tên là phẩm ác. Mai mốt bây giờ mình không có thời gian để đọc vào cái phẩm kinh, nhưng Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng cái tựa của cái chữ ác, và ác là gì và thiện là chi. Còn đứng trên cái phương diện á, với cái nhìn sâu xa của cái người tu như là Tổ Huyền Giác á, thì Ngài mới nói rằng ác là chi, thiện là chi, ác ại là chi. Đeo mang chi hai cái khối nặng vô nghì. Thiện hay ác á, là tâm tư ta tự đọa đại, lầy đọa. Không ai xử mình hết á. Bây giờ mình làm cực kỳ cái gì đi nữa, không ai xử mình bằng tự cái gì? Bằng tự lương tâm rai rứt của mình. Rồi chính cái chỗ đó gọi là đọa. Cái tâm mình làm điều xấu, làm điều không đúng, làm sao lưng một cái người tốt, tự mình biết lấy, rồi tự mình sẽ khổ đau với cái đầy đọa đó. Cho nên có nhiều khi có nhiều người đâu có nói được cái điều xấu của mình hồi nhỏ, hồi trẻ mình làm, nhưng giờ lớn lên cái quả nó đến. Quả nó đến cái nhận ra, tự thấy lấy, rồi tự sám hối lấy. Hôm nay mình không có thời gian để đi vào phẩm kinh, nhưng mà bởi vì cái tựa của phẩm là ác, cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu trước với đại chúng hai chữ ác đã đi với thiện. Và tất cả đạo giáo, bất cứ vị thánh nào ra đời, đạo giáo nào có mặt trên thế gian này, cũng không ngoài cái việc làm chính yếu. Đó là gì? Đó là dạy cho con người cái thiện và chỉ cho con người cái xấu để con người giảm. Và cái gốc của nó cũng không ngoài cái lòng từ bi, cái tâm gọi là thương mà muốn cảm hóa tất cả. Ngày hôm kia có một nhóm bạn ngoại quốc, trong đó có một người Việt Nam, còn lại là các bạn bên Hồi giáo đến thăm chùa. Thì đầu tiên các vị vô chụp hình cũng không mấy gì thoải mái lắm, tại vì có lẽ cái đức tin của người ta là không có chụp hình chung với người khác đạo. Cho nên mình cũng tôn trọng tất cả những cái gì mà các vị đó quyết định. Pháp Hòa mời vào phía sau ngồi chơi nói chuyện. Thì trong khi ngồi nói chuyện, Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ á, nhìn ở trên một cái thân cây, chiếc lá nó có thể khác, cái bông nó có thể khác, cái mùi thơm nó có khác, cái trái nó có khác, có ngọt, có chua, có đỏ, có vàng, có đủ các hình thức ở bên trên. Nhưng mà không cây nào mà sống không từ rễ và đất. Phải không? Cây nào cũng phải ở dưới đất, phải có rễ mới sống chứ. Rồi nó chồi lên thì nó khác hình, khác dáng, khác hương vị. Pháp Hòa nói cũng như thế. Các vị có mặt trên đời này, cái cách dạy nó có khác nhau, nhưng mà vị thánh nào cũng không ngoài lòng từ bi và trí tuệ. Giống như rễ thôi. Bây giờ anh tới với tôi, anh cầm cái ly này lên, anh uống trà. Mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái hình dáng của một cái ly nó khác nhau. Nhìn cái ly đó, biết ly này của Việt Nam, ly này theo phong cách của người Trung Hoa, ly này của người Nhật Bản. Tại vì nó có những cái dáng dấp, những cái màu sắc mà mình nhìn cái ly, cái chén mình biết của nước nào. Nhưng mà bản chất cuối cùng mà để làm nên cái chất đó là cái gì? Cũng là đất, nước, những cái căn bản nhất để làm nên. Hình dáng có khác, tên gọi có khác, nhưng mà không ngoài cái chuyện đó.
tôi có thể nói tiếng gì tôi mời anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhận ra rằng tôi mời anh uống nước. Cái tấm lòng, cái trái tim, cái từ bi, cái trí tuệ của các vị, của anh, của tôi, của mọi người, không ai khác hết. Ngồi nói đâu khoảng, tại vì ngồi trao đổi mà, thì chừng 15 phút sau thì tự động hỏi mình chụp chung tấm hình được không. Và cuối cùng khi đứng dậy, một anh nói khi nào đám cưới của tôi mời thầy được không. Mời thầy chứng lễ. Tại vì Pháp Hòa có kể cho các vị đó, khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ trong những ngày lễ cưới, mặc dù họ lên chùa họ làm lễ cưới đó, nhưng mà tôi rất ít khi nào tôi nói chuyện Phật Pháp trong lễ cưới lắm. Tại vì sao? Tại vì họ là một cái cặp vợ chồng trẻ, họ cần biết cái đạo lý để sống. Họ không phải đến đây để nghe tôi truyền đạo. Mà đạo của tôi muốn nói là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sống không có mê. Mà tỉnh là gì? Là biết được người thương của mình như thế nào, thương như thế nào để người thương mình không bị thương, và cuối cùng mình không bị tổn thương. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là dạy cái nghệ thuật để sống, chứ không phải đi truyền bá cái đạo lý tôn thờ lại lục Đức Phật. Mình sẽ lại Phật sau khi mình nhận ra được những cái gì Phật dạy đã cảm hóa được mình. Mình lại xói tráng, nhưng mà lại này bây giờ không phải lại như hồi đó mình hiểu là lại để van xin nữa, mà lại để tri ơn, để ca ngợi, để tán thán, để tri ơn. Cũng bây giờ cũng hành động là lại, nhưng ngày xưa tôi lại, tôi cái tâm tôi gia vô cái lại nó khác. Bây giờ tôi lại khác. Ngày xưa mình ăn chay á, mình có nghĩ, mình có cảm nghĩ mình ăn chay, mà ăn chay là mình trả lễ cho Phật, tại Phật mới phù hộ mình trúng mánh. Giờ mình hứa một tháng mình ăn một tháng. Như bây giờ mình cũng ăn chay, nhưng mà mình thổi vào đó cái ý nghĩa ăn chay, trưởng dưỡng lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng sức khỏe. Cũng một hành động đó. Ngày xưa mình thờ Phật, tâm niệm mình khác. Bây giờ mình cũng vẫn giữ bằng Phật đó, tâm niệm khác. Cho nên cái cách của chúng ta là không đả phá, không bỏ bê, mà chúng ta biết chỉnh đốn. Hồi xưa mình vẫn thờ ông Thiên, ý nghĩa giờ nó khác. Bây giờ mình thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa, cái tâm mình nghĩ Thần Tài Thổ Địa nó tăng trưởng lên, nó khác lên. Cho mình thấy ông Thần Tài vẫn đẹp như thường, không có đả phá. Mà mình làm sao vẫn dụng được cái đó bằng cái đạo lý của đạo Phật. Cho nên mình hay dùng cái từ á, nhìn cái đó qua cái lăng kính của Phật giáo. Truyện Kiều qua lăng kính của Phật giáo. Tây Du Ký qua lăng kính của Phật giáo. Những cái câu chuyện của Kim Dung như là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi những cái chuyện cổ nữa là như là Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu mình có cái nhìn của đạo Phật, mình soi vào những cái bộ truyện đó, giải mã hết, mà mình tìm ra được cái then chốt để mình ứng dụng trong cuộc sống, mà không phải là những cuốn tiểu thuyết bình thường mình đọc nữa. Mình phải có cái cặp, cái nhìn đó để mình nhìn đời, mình nhìn tất cả các pháp. Cái đó gọi là nhìn đời bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Ngày xưa mình nhìn bằng nhục nhãn không à. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mình thấy người ta vậy mình nói vậy, nhưng mình giờ mình có tư duy, có quán chiếu, tại sao người ta như vậy. Người ta phải có hoàn cảnh, người ta có cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó đẩy người ta vào cái đời sống như vậy. Cho nên mình nhìn được thấu phía sau của họ. Bây giờ cái lòng từ bi mình thương họ được, mình không có ghét họ nữa, vì mình hiểu được cái quá khứ của họ, mà thấy được cái quá khứ của người khác. Đạo Phật gọi là chứng cái gì thần thông? Túc mạng minh. Chứng được cái thần thông, thấy được quá khứ. Cho nên chuyện thần thông là có thật. Có thật là sao? Bây giờ con mắt mình nhìn thông suốt, có cái lực mình nhìn thông suốt, không còn vướng vấn, không còn hạn hẹp. Đại chúng phải hiểu đạo lý như vậy đó. Đọc kinh Phật mới không có mù mờ, đọc kinh Phật mới không thấy nó trừu tượng, mà phải thấy được rằng đạo lý rất thâm sâu.
Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, tuần tới mình học tiếp. Thưa đại chúng, bắt đầu từ tối ngày mai, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, chùa vẫn tiếp tục truyền online để quý vị theo dõi các thời kinh. Tại địa phương thì quý vị có thể về chùa để tụng kinh với quý thầy. Chiều thứ năm là bắt đầu vào khóa tu ở tại tu viện Tây Thiền. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ở Tây Thiền. Chủ nhật thì chúng ta trở về Trúc Lâm để làm lễ. Rồi thứ hai ở tiếp tục ở trên Tây Thiền. Thì quý vị theo dõi chương trình để theo dõi tất cả các thời khóa trong mười mấy ngày tới. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ quý vị nào có người thân cúng thì xin chia ra các nơi để cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mình hên, tới giờ này cũng còn được ấm tốt. Hy vọng tuần sau mình có khóa tu mùa thu, trời vẫn ấm. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói chuyện Phật Pháp, thầy Pháp Hòa có một cái thông báo cũ rích, nhưng mà tại vì cái này nó làm tổn hao của người khác, cho nên Pháp Hòa cần phải lên tiếng. Thì như quý vị biết là Pháp Hòa thường thông báo là Pháp Hòa không có xài Facebook cá nhân. Vì vậy cho nên rất nhiều người đã giả tên Pháp Hòa trên Facebook, và họ tự tạo những cái Facebook bằng tên của Pháp Hòa, rồi nhắn tin cho những ai xài Facebook nhân danh Pháp Hòa kêu gọi từ thiện. Như là mới đây nhất là có một người ở Việt Nam bị gạt 400 triệu là nhân danh Pháp Hòa đi làm từ thiện cứu một người bị, một sư cô bị bệnh. Rồi cái vụ Bảo Lục ở Việt Nam vừa mới tức thì đó, thì cái người này cũng đã nhân danh Pháp Hòa đi kêu gọi từ thiện nữa. Rồi nhân danh có một cái Facebook nào nữa đó, thì nhân danh Pháp Hòa đi quảng cáo thuốc, nào là thuốc tiểu đường, nào là thuốc phong thấp đau nhức, và nói rằng Pháp Hòa đã từng bị bệnh và về Việt Nam chữa bệnh. Thứ nhất là em không có bệnh, mà em cũng chưa có về Việt Nam. Rồi quảng cáo rằng là nhờ uống thuốc này mà hết bệnh, cho nên ai muốn hết bệnh thì hãy đi tìm cái vị thuốc, cái vị thầy thuốc này, và nghe đâu nói đâu ở ngoài Hà Nội á. Xong rồi khi người ta liên lạc tới thì nói rằng chỉ cho cái thuốc cơ bản thôi là miễn phí, còn hãy muốn thuốc tuyệt hết bệnh thì phải trả tiền. Thì nếu như mà cái này nó không có tổn hại gì đến tiền của người khác thì thôi mình có thể mình du di. Nhưng mà Pháp Hòa thấy tội cho những người có cái lòng từ bi, nghe kêu gọi từ thiện thì liền tức khắc. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa sợ đến mức độ là không dám viết thư kêu gọi bất cứ cái gì hết. Tại vì họ có thể copy cái thơ Pháp Hòa, rồi họ thế vào đó những cái trương mục, những cái tài khoản ở tại Việt Nam. Mà có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, hàng trăm triệu chứ không ít. Cho nên Pháp Hòa xin một lần nữa thông báo với đại chúng, Pháp Hòa chưa có xài Facebook cá nhân. Bất cứ tên nào, tên là Thích Pháp Hòa, Thầy Pháp Hòa, Sư Thầy Pháp Hòa, bất cứ những cái tên đó trên Facebook không phải em. Mặc dù hình ảnh em đầy dẫy trên đó, nhưng em không biết gì hết. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời kêu gọi như vậy. Bảo Lục cũng không dám kêu gọi. Xây cái tăng xá khởi công đang làm cũng không dám kêu gọi gì hết. Tại vì mình nói ra là bị dính, là họ có thể cắt xén bất cứ những cái câu từ gì của mình.
Thành thử ra Pháp Hòa xin thưa là 2-3 ngày nay đã có rất nhiều người bị tốn tiền, mà cho nên là các vị đó mới gửi những cái tin, chụp những cái tin nhắn đó rồi gửi qua email của chùa để hỏi Pháp Hòa như vậy. Nhất là vấn đề quảng cáo thuốc. Rồi nhiều người uống xong rồi email qua la Pháp Hòa nữa chứ: thầy quảng cáo sao cô uống không hết. Thành thử ra cũng tội. Cho nên Pháp Hòa xin thông báo như vậy để đại chúng hoan hỷ thông báo dùm. Và hy vọng rằng á, cái clip này mãi mãi được cắt ra và giữ lại rồi để cho các vị biết. Cái này là một cái việc làm gọi là ác. Ác là gì? Là làm tổn hại. Tổn hại đến cái tâm từ của người khác. Riết rồi người ta không dám làm thiện nữa. Biết ai thiệt ai giả mà làm. Đó là chưa nói tổn tiền của. Đó. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là khi nào cái tâm mình nó lưu xuất cái điều xấu, mình làm cái điều gì mà nó tổn hại đến người khác và tổn hại đến mình. Mình ăn cái đó được bao nhiêu, nhưng mà tội lỗi mình phải nhận đời này đến đời sau. Rồi mình nuôi người thân mình bằng cái tiền của đó, thì người thân mình cộng tội với mình. Phước thì cũng có cộng phước. Thí dụ như mình đi làm, hay là mình có tiền, hay là mình làm điều tốt, người ta thưởng cho mình, mình đem cái tiền của đó về vật thực đó về mình chia sẻ cho trong gia đình, thì gia đình mình, con cháu mình cộng cái phước với mình. Nhưng mà nếu như mà mình làm cái điều không đúng, làm tổn hại, nó cũng là cái người thân của mình cũng cộng tội với mình, cộng nghiệp với mình. Cho nên á, tại vì khi mình làm một cái điều gì, nó lưu xuất từ cái tâm của mình. Và cái hạt giống thiện, hạt giống ác ấy, nó nằm sẵn ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như mình gặp một con kiến. Hồi đó mình chưa biết Phật Pháp gì, mình gặp kiến là mình giết nó. Mình thấy con ruồi mình đập nó. Mình thấy con muỗi là mình vỗ nó. À, rồi con chó con mèo gì nó vô nhà mình không thích là mình đánh nó, vân vân. Thật ra cái đối với con người bình thường mình nhìn đó là không có gì hết, chuyện nói chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái chủng tử, cái hạt giống. Khi mình thấy một loài nào đó không cần biết nó bao lớn mà nó tổn hại mình là mình đập nó thôi. Ví dụ như con ruồi nó đậu lên thức ăn mình cái mình đập nó liền. Con muỗi nó cắn mình đập liền. Con kiến nó đâu có làm gì, nhưng mà nó có thể nó vô nhà mình để mình giết nó. Đó, rồi á, giữa con người với con người, mình đi tìm những vật thực mình ăn, hay là mình giận ai đó mình đánh họ, mình tổn hại họ. Vì vậy cho nên, rồi ngược lại mình có hạt giống thiện không? Có. Nghe ai đó đau khổ, bệnh tật, giúp đỡ. Đó, giống như cái vị Phật tử mất 400 triệu đó. Nghe thầy Pháp Hòa nhắn tin cứu một sư cô, lập tức đi vay tiền cho tiền đó mà chó, đi vay trả chó. Vậy thì cũng cùng một cái hành động, một sự việc đó, mà một người thì lợi dụng một sư cô bệnh mà có biết sư cô nào đâu. Đó, lợi dụng, thí dụ cho dù có, lợi dụng cái tên tuổi người ta, bệnh tật người ta để kiếm tiền sống trên cái khổ đau của người khác. Rồi cũng sư cô đó nhưng mà người khác lại phát tâm thương. Đó, thành thử là cũng một sự việc mà hai cái tâm nó khác nhau. Rồi cái đó gọi là thiện và ác. Thiện là gì? Thiện là mình tăng trưởng. Mình làm cái gì mà mình tăng ích cho người, cho mình. Thí dụ như mình biết một cái điều hay, mình nói cho người khác cùng nghe theo, tăng trưởng. Mình vừa tăng trưởng được sự hiểu biết, sự cảm hóa nơi mình cũng chia sẻ cho người khác. Rồi cho nên trong kinh đó, Đức Phật thường nói đến thiện ác nhiều lắm. Ngài Thân Loan là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Ngài cũng đưa ra những cái ví dụ của ác. Chẳng hạn như Ngài nói có 7 loại ác. Ví dụ mình là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai chiều, tức là đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời vô ích, rồi tham, sân, si, cái đó gọi là thập ác. Còn các hàng tỳ kheo mà thọ giới tu hành rồi có tứ ác, tứ bốn cái điều ác cực kỳ, đó là sát, đạo, dâm, vọng.
sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Và nói dối đây không phải là nói dối bình thường, nói dối cực của cái trọng tội của nói dối mà người tu có thể bị là gì? Chưa chứng quả mà cho mình chứng quả. Để làm chi? Để mong cái lợi dưỡng về mình. Đối với người xuất gia là có bốn cái cực ác. Rồi đó bên cạnh đó là gì nữa? Chẳng hạn như là có những người phá kiến, phá giới. Phá giới là sao? Thí dụ như mình thọ cái giới đó, mình phá, cái đó là phá giới. Nhưng mà cái phá giới đó đó, nếu có tội là tội mình à. Nhưng mà phá kiến là tội lớn hơn. Chữ phá kiến là gì? Phá những cái chánh kiến của người khác mà xen vào đó những cái tà kiến để làm lạc hướng của người đi. Thí dụ như á, vị nào mà đến nói với mình đừng có ngồi thiền riết khùng, đừng có tụng chú đại bi riết khùng, ở nhà đừng có tụng pháp hoa nóng tánh, ở nhà đừng tụng kinh địa tạng quỷ ma nó vô. Vậy mà mình cũng nghe, tụng kinh thì sợ ma vào, sợ tâm tánh mình nóng. Mà hằng ngày đó mình xem phim bạo động, phim bắn giết đó sao không thấy. Rồi tối đi mướn phim ma về xem đó làm sao. Thành thử ra phá kiến đó, tức là mình lợt cho người ta, mình làm cho người ta sai đi cái chánh kiến, mà xen vào đó những cái tà kiến. Chẳng hạn như nói Phật tử không được thờ Phật ở nhà, nhất là thờ tượng, tại tượng cốt để chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi cái nói là Phật tử không có nên thờ Phật Thích Ca, tại Phật Thích Ca để nam thờ thôi. Thí dụ những cái trường hợp vậy, thì cái phá kiến này nó nguy hiểm hơn phá giới. Phá giới là mình phá cái phá giới mình tội à. Nhưng mà phá kiến là mình làm sai cái hiểu biết của người khác, rồi người khác lấy cái hiểu biết đó tiếp tục truyền bá, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thì đó, nói theo Ngài Thân Loan là có 7 loại như vậy đó. Ngoài ra rồi còn có nhất xiển đề, bất tin. Người này không còn tin cái gì hết, không tin nhân quả, không tin tội phước, mà chẳng những không tin mà còn đã phá nữa, gọi là nhất xiển đề. Quý vị nào mà học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là nghe cái này nhiều lắm. Hôm rồi nhân lúc đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, con đoạn này hay lắm, Pháp Hòa trích cho đại chúng nghe Đức Phật dạy. Có hai người, có hai hạng người trí. Một là người chẳng tạo điều ác, hai là tạo điều ác rồi biết sám hối. Nhiều khi mình vô minh, một cái giây phút nào đó mình làm lỗi, nhưng mà nhờ mình có cái tuệ, cho nên mình làm lỗi rồi mình nhận ra được cái lỗi đó, mình sửa, là người trí. Cho nên mình đi thọ giới, mình đi quy y là một hình thức phát triển trí tuệ. Tại sao? Hồi xưa mình sống rong rỡ, mình sống buông thả. Bây giờ mình ý thức, mình quy y, mình tiếp nhận giới để làm gì? Để có cái đường, để có cái chuẩn cho chúng ta đi theo. Đó là người trí. Đức Phật dạy hai người trí ha. Một là chẳng làm điều ác, hai là tạo rồi biết sám hối. Có hai hạng người ngu, tức là người khờ dại đó. Một là người tạo tội, hai là người che giấu. Mình làm lỗi mà che giấu tội nó hơn. Đức Phật dạy tiếp, có hai hạng người, Đức Phật dạy cái người sám hối như gì? Như khói mây tan thời mặt trăng chói sáng, người tạo tội ác có thể sám hối cũng như vậy. Thí dụ như mình làm lỗi rồi, bây giờ mình biết ăn năn thì giống như là mặt trăng, mặt trời mà vén mây ra rồi. Cho nên một vị tổ Việt Nam mình nói một câu rất là hay để ví dụ cho cái việc này đó. Ngàn trăng, ngàn nước, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Mấy dặm không trăng, mấy dặm trời. Nếu ở dưới nước này có 1000 cái hồ nước, thì sẽ thấy 1000 ánh trăng. Phải không? Tại trăng thì có một, nhưng mà dưới này nước hồ nó bình lặng thì chiếu soi. Cũng như thế, Phật như là một vầng trăng, nhưng mà tất cả chúng sanh mình, nếu tâm thanh tịnh thì có phải Phật ở trong ngàn tâm của chúng sanh mình không? Cho nên hồ tâm chúng sanh lặng thì trăng hiện bóng trong ngần. Nếu cái hồ tâm của chúng sanh, nếu tâm của chúng sanh mà tĩnh lặng thì Phật soi chiếu với mình. Cái bài đó là dịch từ cái bản tiếng Hán: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt
du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trung, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nhưng mà mấy dặm không mây, mấy dặm trời, nếu mà bầu trời không có mây thì mình sẽ thấy cả một bầu trời mênh mông. Như vậy mây là tượng trưng cho nghiệp, còn trăng là trời, đó là tượng trưng cho cái bản chất của chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta cứ tạo tội hoài là do cái gì? Do nghiệp che. Do nghiệp che. Cũng như mình mà thấy tiền nó mở mắt mình rồi, là bất cứ làm cái gì miễn có tiền là được. Hại người cũng được, bất cứ không kể. Hay là mình nói là cái danh mà nó che mắt mình rồi, thì mình làm bất cứ việc gì miễn cái danh của mình nó được lên cao. Cho nên á, trong nhà Phật hay dùng cái hình ảnh mây. Cũng giống như có một người tới hỏi một vị tổ: con chó có Phật tánh không? Vị tổ nói có. Thì ông cư sĩ mới hỏi: nếu con chó có Phật tánh, vậy tại sao nó không lựa cái thân người đẹp đẽ nó chui vô, mà nó chui vô chi cái bộ lông sần sùi vậy? Cái câu hỏi đúng chi gì nữa. Nếu mà có Phật tánh là có tánh giác, mà có tánh giác, có giác ngộ, có hiểu biết, tại sao không chui vô cái thân tốt mà lại chui vô cái thân lông lá? Thì vị tổ trả lời sao? Vì nghiệp thức che đậy. Tên ăn trộm biết ăn cắp là xấu không? Biết không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn đi ăn cắp? Nghiệp thức nó che đậy. Cái nghiệp lực mà tiền của danh vọng nó lôi kéo mình rồi. Thí dụ như mình biết là hành hung người ta là có tội, nhưng mà cái cơn giận của mình nó giận quá, kiểu nói, thì mình có thể lao vào, mình giết người, mình đánh người. Cho nên tất cả nó đều là do cái nghiệp lực. Lực là gì? Là một sức mạnh. Cho nên á, nhiều khi mình không thương người đó, mình thấy người ta. Như vừa rồi ngày hôm qua có một vị lên kể hoài. Kể xong nó nói: trời ơi, con thấy con của con nó thương chi cái người đó mà nghèo đó chả ra gì hết. Pháp Hòa nói: đâu phải mình đâu, mình nói phải không? Thí dụ giờ Pháp Hòa nói cô không thương con cô làm được không? Nó nói không, nó con thì cũng như vậy. Mỗi người có một cái sức lực riêng, có một cái lý do thương riêng. Bây giờ con cô giỏi dở cô không biết, cô vẫn thương là vì con của cô, nó có cái lực nó hút. Thì người kia cũng vậy. Người kia có xấu, có đẹp, có gì nữa thì tại sao? Lỡ yêu rồi. thì cái lực yêu nó che mờ. Nó lực yêu nó che mờ. Khi đã yêu còn lo sợ gì mà. Tại vì cái lực đó nó mạnh rồi thì nó che lấp đó. Cho nên con chó vẫn có Phật tánh, nhưng mà một giây phút che lấp thì nó vẫn đọa lạc. Đức Phật dạy có hai giàu, thế gian này giàu có hai hạng. Một là nhiều voi ngựa xúc, lục xúc, tức là giàu thì có hai loại giàu. Vật giàu những gì? Giàu những cái vật chất của cải. Hồi xưa là người ta hay lấy cái hình ảnh là có lục xúc, có ngựa, có bò, có dê, rồi nhiều kêu giàu. Một là nhiều voi ngựa, hai là nhiều vàng bạc của báo. Voi ngựa nhiều chẳng sánh được một hạt châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Bây giờ nói có hai là hạng người giàu: giàu ngựa voi, hay là giàu tiền của. Và khi cái người mà có giàu voi ngựa cũng không sánh bằng một hạt châu. Đức Phật nói tiếp: cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Thí dụ như giờ người ta gặp mình, ta nói: trời ơi, chị giàu lắm. Dạ, tôi không có giàu tiền của, nhưng mà tôi giàu tấm lòng. Cho nên nhiều khi mình á, mình giàu cái tâm từ bi, giàu cái sự hiểu biết, giàu cái lòng cảm thông, cái đó tốt. Tại vì sao? Tại vì cái đó không bao giờ đói. Thí dụ mình giàu cái lòng không ganh tị, đừng lo, dù mình không có đồng xu, người ta vẫn thương mình. Tại vì mình nghèo mà không ganh tị, đi tới đâu ta cũng cho ăn, không sợ đói, mà chẳng cần cất giữ. Cho nên mấy người mà xin lỗi, nhiều khi người ta làm homeless, người ta không có của gì hết đó, nhưng mà không bao giờ ta đói nha.
Rồi ta đi vòng cái người kia không lẽ không cho được chén cơm sao? Đó. Cho mình giàu nhưng mà mình cực lắm, tại vì mình phải giữ của cái người ta không có gì ta khỏe hơn mình. Đức Phật dạy người giàu cũng có hai hạng, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Cái câu tạo nhiều điều ác chẳng bằng làm một điều lành. Cái câu này nó giống như trong chữ Hán mình hỏi Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời mà làm lành, lành còn chưa đủ. Nhưng một ngày làm ác, ác tự đã dư. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình bố thí nè, mình cúng dường, mình xây tượng, mình làm hết các cái điều thiện đi. Nhưng mà lỡ bữa nào mình nóng giận quá, mình giết người. Rồi thì cái này lúc trước mình làm báo chí không có đăng nha, không thấy ai nói gì hết. Nhưng mà đây cái chuyện này sẽ rao truyền. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành cũng chưa đủ. Một giờ một ngày mình làm ác thôi tự đã dư. Cho nên không có trách gì mà cũng chẳng lạ gì khi thế gian này sao. When you do something good, nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Mình làm một điều thiện, điều lành không ai nhớ đâu. Nhưng làm một điều xấu người ta nhớ suốt đời. Hồi xưa có những cái luật phạt những cái người mà làm ác, làm phạm tội. Có những quốc gia ngày xưa họ làm sẵn một con dấu bằng sắt, có cái chữ ST là stealer. Bất cứ ai mà ăn cắp mà bắt được á, họ sẽ nướng đỏ cái cây sắt có chữ ST đó, họ in lên cái mặt của cái người đó. Để làm chi? Để đi tới đâu người ta cũng xa lánh cái người này. Và người này trở thành một cái người gọi là bị thiên hạ coi thường, chê trách, là vì trên mặt ảnh có hai chữ ST tượng trưng cho stealer. Nhưng một người khác cái tâm họ thiện hơn, họ nhìn người bằng cách khác, họ lợi họ thân chơi với người này. Thì cái người khác mới hỏi họ, cái người này là stealer mà tại sao anh chơi với họ? Ủa, họ là ăn cắp à, stealer hả? Sao tôi không biết? Trời đất ơi, trên mặt nó in hai cái chữ ST anh không biết sao? Nó ồ vậy hả? Tại tôi tưởng đâu là saint. Saint là thánh, tại vì chữ thánh viết tắt cũng viết vậy đó. Stealer cũng ST mà saint cũng là ST. Nhưng mà cái tâm họ thiện, họ lành, cho nên họ nhìn mọi người bằng lành như vậy. Cho nên đạo giáo có mặt để làm gì? Để phát triển cái đó, phát triển cái chủng tánh thiện nơi chúng sanh. Cho nên mình thường hay nói là tu tâm. Câu kế là gì? Dưỡng tánh. Cái tánh là cái gì? Cái tánh là cái bản chất, là cái nature. Nó mãi ở trong lòng không thay đổi, cho nên ráng dưỡng cái tánh đó. Còn cái tâm là cái mặt chiều ở trên nè, nó dễ bị lung lay lắm. Mình mới vừa trên này mình thương quý cái vị đó hết sức, xuống lầu người ta nói xấu vị đó, mình đổi thái độ mình nhìn liền, thì cái tâm mình nó dễ lung lay. Cho nên thường người ta hay gọi là tu tâm dưỡng tánh. Vì cái tâm của mình nó dễ hay thay đổi, mà chẳng những vậy mà nó còn dễ bị lôi cuốn theo cái xấu. Cho nên ráng sửa cái tâm đó. Ráng sửa cái tâm đó và cái tánh tốt đó, nên ráng dưỡng nó. Cho nên đạo Phật đó, nói cho đúng là cũng không ngoài cái chuyện, nói tất cả giáo lý cũng không ngoài cái chuyện dưỡng cái tánh đó. Cũng Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái tình cảm hạnh phúc trong gia đình nó mới quý. Còn cái chuyện mà tiền bạc thu ít thu nhiều, tài chánh nó có hụt nó có hao, đó là chuyện thế, chuyện bình thường của thế. Chỉ tình cảm mà còn á, mình làm nên tất cả. Còn tiền bạc nó hao hụt là cũng do mọi thời thế thôi. Nội cái chuyện mà 2 năm Covid là ai cũng ngất ngư rồi. Nhưng mà nhờ cái tâm vững chãi của mọi người cho nên rồi ai cũng sống tới ngày nay. Tại vì sao? Tại vì mình hiểu rõ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
Hồi xưa mình có một chén gạo mà cả nhà mình ăn được, mà tại sao giờ có lu gạo mình vẫn rên? Hồi xưa mình chỉ có cái hiên tre mình vẫn sống, bây giờ sẽ có nhà mình vẫn rên. Thành thử ra hôm rồi đây cũng có một gia đình lên than thở chuyện đời sống hàng ngày. Pháp Hòa cũng chia sẻ vậy. Cái quan trọng là vợ chồng vẫn giữ được cái đầm ấm hạnh phúc. Còn cái chuyện mà cái bề nổi ở trên á, thay đổi tiền của thiếu hụt vân vân, mấy cái chuyện đó rất bình thường của cuộc sống. Thậm chí bây giờ mình có nè, thí dụ bây giờ mình làm ăn mà lên phất lên đi, rồi cuối cùng mình ăn nhiêu cũng chén cơm cùng, mà thậm chí bận nhiều chừng nào là khỏi ăn luôn. Có tiền rất nhiều nhưng mà không có giờ ăn. Rốt cuộc là mình cần cái gì của sự sống? Cũng chỉ là ăn uống bình thường thôi. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện đó như chai nước lọc vậy đó. Uống nước trà, uống cà phê, uống các loại nước, nhưng mà nước gì cần nhất cho cơ thể? Nước lọc. Mà nước lọc là cái nước rẻ tiền nhất, không ai dòm ngó tới nó. Mà nước gì muốn pha không thể thiếu nước lọc. Muốn pha nước trà cũng phải có nước lọc, muốn pha cà phê cũng phải có nước lọc. Nhưng mà khi hỏi uống gì, cái lựa nước ngon uống. Lựa gì ngon uống, nhưng mà cuối cùng trong cơ thể cần gì? Cần một miếng nước lọc. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái đơn giản nhất của con người mỗi ngày của chúng ta. Gặp cái thời dịch bệnh đó, chạy vô Costco rần dành với nhau, dưỡng dành gì? Nước với gạo thôi. Rốt cuộc con người mình hiểu ra là gì? Cả cuộc sống của chúng ta không gì ăn như uống. Vậy thì những lúc bình thường chúng ta có ăn uống, tại sao chúng ta vẫn không thấy đủ? Cho nên lâu lâu mình phải trở về những cái cơ bản đó. Mình thiền quán những cái đó để mình hài lòng, để mình bình an, mình sống vững chãi. Mục đích của Phật giáo không phải chỉ nói cái chuyện chứng thánh, chứng quả gì. Cái chuyện đó có, nhưng mà anh lo cơ bản này trước nè. Cho nên nhà Phật hay kêu là sơ thiền đó. Sơ là bước đầu. Cái quả đầu tiên là anh chứng tu nhân thừa. Còn cái chuyện thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tính sao? Anh cứ có một đời sống con người bình thường cái đó. Bình thường mà chưa được thì lấy gì có Bồ Tát? Mà nếu có xưng Bồ Tát thì Bồ Tát bất thường. Cứ là một con người bình thường trong cuộc sống. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta tu tập không có gì phát triển, không có gì ngoài. Chúng ta làm sao để trưởng dưỡng, điều phục cái tánh, cái tâm của mình. Điều phục cái tâm, trưởng dưỡng cái tánh. Nói cách khác là thiện ác. Cái ác á, nó có sẵn nơi mình, nhưng mà mình không cho nó không có ai tưới nó, không có để cho nó sinh khởi. Tứ chánh cần á, Đức Phật có dạy bốn điều tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, chân chánh. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh, nên làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, nên tìm cách phát triển. Giống như con mình á, thí dụ như từ nhỏ nó chưa biết gì hết, bắt đầu mình dạy. Tại vì nó chưa có, nó chưa biết tiếng Việt, nó chưa biết lễ phép, mình dạy cho nó. Điều thiện nó chưa có, làm cho nó có. Nếu mà nó đã có rồi, mỗi ngày phải phát triển. Còn nếu mình thấy nó xấu, nó có khởi cái tánh ác, cái xấu, lập tức kiếm cách chấm dứt. Mà nếu nó chưa có, đừng để nó khởi. Chẳng hạn như nít nó chưa biết tham, nhưng mình đừng có để tiền của, đừng có để tiền bạc lung tung. Nhiều khi mình người lớn hay coi thường mấy đồng, đúng. Tại vì mình coi mấy thường mấy đồng lẻ. Nhưng với cái độ tuổi của một con nít, mấy đồng nó lớn lắm. Y chang mình nó nhỏ thôi. Hồi nhỏ trong túi có 10 bạc mà cứ 5 phút là móc ra đếm. Dở không? Mỗi năm mà Tết đó, chờ một đêm một ngày đếm tiền biết mấy chục lần mà cũng nhiêu à. Quý vị mấy bà cụ Việt Nam mình đó, mặc cái áo bà ba ở ngoài, ở trong có cái áo lá trắng trắng đó. Tiền gói mấy lớp để trong rồi xong có cái kim tây. Lâu lâu mở kim tây ra ngồi đếm, đếm xong còn đủ 30 cất tiếp. Thì con nít cũng vậy. Cho nên mình để rơi rớt ở đâu nó thấy,
nó lấy nó xài 5 đồng 3 đồng nhưng mà lâu ngày bắt đầu biết xài lớn. Cờ bạc cũng vậy phải không? Mới đầu chơi chơi đó, đồng hay đồng anh em chơi cho vui, nhưng mà ghiền rồi là chơi lớn. Cho nên cái gì nó chưa có ghiền đừng tập cho nó. Vậy thì bây giờ mình hỏi là mình tu theo Phật giáo là mình tu cái gì? Phật dạy thiện ác là thiện là gì mà phải cần tu, ác là gì mà phải cần tu? Ác là tổn giảm, thiện là tăng ích. Đơn giản vậy đi. Hồi xưa ta nói vậy nè, bình sanh tác tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thị hỏa ương. Bình sanh đó, tức là sống ở đời đó, mình mà làm thiện á được thêm phước. Còn mà ngu dại, nhược thị ngu ngoan, nếu mà ngu dại khờ khạo mà làm điều xấu á thì tai họa nó đến với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cái thiện cái ác cuối cùng rồi nó đều có cái trở lại với mình hết. Cái quả báo hết á. Thấy không? Đừng có hòng là gì? Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cao phi là gì? Bay cao. Viễn tẩu là chạy xa. Chạy xa bay cao cũng không trốn được. Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cái đó nó đến rồi thì không chạy được. Mình sắp sửa học Kinh Pháp Cú phẩm thứ 9. Và phẩm thứ 9 có tên là phẩm ác. Mai mốt bây giờ mình không có thời gian để đọc vào cái phẩm kinh, nhưng Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng cái tựa của cái chữ ác, và ác là gì và thiện là chi. Còn đứng trên cái phương diện á, với cái nhìn sâu xa của cái người tu như là Tổ Huyền Giác á, thì Ngài mới nói rằng ác là chi, thiện là chi, ác ai là chi. Đeo mang chi hai cái khối nặng vô nghì. Thiện hay ác á, là tâm tư ta tự đọa đại, lầy đọa. Không ai xử mình hết á. Bây giờ mình làm cực kỳ cái gì đi nữa, không ai xử mình bằng tự cái gì? Bằng tự lương tâm rai rứt của mình. Rồi chính cái chỗ đó gọi là đọa. Cái tâm mình làm điều xấu, làm điều không đúng, làm sao lưng một cái người tốt, tự mình biết lấy, rồi tự mình sẽ khổ đau với cái đầy đọa đó. Cho nên có nhiều khi có nhiều người đâu có nói được cái điều xấu của mình hồi nhỏ, hồi trẻ mình làm, nhưng giờ lớn lên cái quả nó đến. Quả nó đến cái nhận ra, tự thấy lấy, rồi tự sám hối lấy. Hôm nay mình không có thời gian để đi vào phẩm kinh, nhưng mà bởi vì cái tựa của phẩm là ác, cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu trước với đại chúng hai chữ ác đã đi với thiện. Và tất cả đạo giáo, bất cứ vị thánh nào ra đời, đạo giáo nào có mặt trên thế gian này, cũng không ngoài cái việc làm chính yếu. Đó là gì? Đó là dạy cho con người cái thiện và chỉ cho con người cái xấu để con người giảm. Và cái gốc của nó cũng không ngoài cái lòng từ bi, cái tâm gọi là thương mà muốn cảm hóa tất cả. Ngày hôm kia có một nhóm bạn ngoại quốc, trong đó có một người Việt Nam, còn lại là các bạn bên Hồi giáo đến thăm chùa. Thì đầu tiên các vị vô chụp hình cũng không mấy gì thoải mái lắm, tại vì có lẽ cái đức tin của người ta là không có chụp hình chung với người khác đạo. Cho nên mình cũng tôn trọng tất cả những cái gì mà các vị đó quyết định. Pháp Hòa mời vào phía sau ngồi chơi nói chuyện. Thì trong khi ngồi nói chuyện, Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ á, nhìn ở trên một cái thân cây, chiếc lá nó có thể khác, cái bông nó có thể khác, cái mùi thơm nó có khác, cái trái nó có khác, có ngọt, có chua, có đỏ, có vàng, có đủ các hình thức ở bên trên.
Nhưng mà không cây nào mà sống không từ rễ và đất. Phải không? Cây nào cũng phải ở dưới đất, phải có rễ mới sống chứ. Rồi nó chồi lên thì nó khác hình, khác dáng, khác hương vị. Pháp Hòa nói cũng như thế. Các vị có mặt trên đời này, cái cách dạy nó có khác nhau. Nhưng mà vị thánh nào cũng không ngoài lòng từ bi và trí tuệ. Giống như rễ thôi. Bây giờ anh tới với tôi, anh cầm cái ly này lên, anh uống trà. Mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái hình dáng của một cái ly nó khác nhau. Nhìn cái ly đó, biết ly này của Việt Nam, ly này theo phong cách của người Trung Hoa, ly này của người Nhật Bản. Tại vì nó có những cái dáng dấp, những cái màu sắc mà mình nhìn cái ly, cái chén mình biết của nước nào. Nhưng mà bản chất cuối cùng mà để làm nên cái chất đó là cái gì? Cũng là đất, nước, những cái căn bản nhất để làm nên. Hình dáng có khác, tên gọi có khác, nhưng mà không ngoài cái chuyện đó. Tôi có thể nói tiếng gì tôi mời anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhận ra rằng tôi mời anh uống nước. Cái tấm lòng, cái trái tim, cái từ bi, cái trí tuệ của các vị, của anh, của tôi, của mọi người, không ai khác hết. Ngồi nói đâu khoảng, tại vì ngồi trao đổi mà, thì chừng 15 phút sau thì tự động hỏi, mình chụp chung tấm hình được không? Và cuối cùng khi đứng dậy, một anh nói, khi nào đám cưới của tôi mời thầy được không? Mời thầy chứng lễ. Tại vì Pháp Hòa có kể cho các vị đó, khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ trong những ngày lễ cưới, mặc dù họ lên chùa họ làm lễ cưới đó, nhưng mà tôi rất ít khi nào tôi nói chuyện Phật Pháp trong lễ cưới lắm. Tại vì sao? Tại vì họ là một cái cặp vợ chồng trẻ, họ cần biết cái đạo lý để sống. Họ không phải đến đây để nghe tôi truyền đạo. Mà đạo của tôi muốn nói là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sống không có mê. Mà tỉnh là gì? Là biết được người thương của mình như thế nào, thương như thế nào để người thương mình không bị thương, và cuối cùng mình không bị tổn thương. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là dạy cái nghệ thuật để sống, chứ không phải đi truyền bá cái đạo lý tôn thờ lại lục Đức Phật. Mình sẽ lại Phật sau khi mình nhận ra được những cái gì Phật dạy đã cảm hóa được mình. Mình lại xói tráng, nhưng mà lại này bây giờ không phải lại như hồi đó mình hiểu là lại để van xin nữa, mà lại để tri ơn, để ca ngợi, để tán thán, để tri ơn. Cũng bây giờ cũng hành động là lại, nhưng ngày xưa tôi lại, tôi cái tâm tôi gia vô cái lại nó khác. Bây giờ tôi lại khác. Ngày xưa mình ăn chay á, mình có nghĩ, mình có cảm nghĩ mình ăn chay, mà ăn chay thì mình trả lễ cho Phật, tại Phật mới phù hộ mình trúng mánh. Giờ mình hứa một tháng mình ăn một tháng. Như bây giờ mình cũng ăn chay, nhưng mà mình thổi vào đó cái ý nghĩa ăn chay, trưởng dưỡng lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng sức khỏe. Cũng một hành động đó. Ngày xưa mình thờ Phật, tâm niệm mình khác. Bây giờ mình cũng vẫn giữ bằng Phật đó, tâm niệm khác. Cho nên cái cách của chúng ta là không đả phá, không bỏ bê, mà chúng ta biết chỉnh đốn. Hồi xưa mình vẫn thờ ông Thiên, ý nghĩa giờ nó khác. Bây giờ mình thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa, cái tâm mình nghĩ Thần Tài Thổ Địa nó tăng trưởng lên, nó khác lên. Cho mình thấy ông Thần Tài vẫn đẹp như thường, không có đả phá. Mà mình làm sao vẫn dụng được cái đó bằng cái đạo lý của đạo Phật. Cho nên mình hay dùng cái từ đó, nhìn cái đó qua cái lăng kính của Phật giáo. Truyện Kiều qua lăng kính của Phật giáo. Tây Du Ký qua lăng kính của Phật giáo. Những cái câu chuyện của Kim Dung như là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi những cái chuyện cổ nữa là như là Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu mình có cái nhìn của đạo Phật, mình soi vào những cái bộ truyện đó, giải mã hết, mà mình tìm ra được cái then chốt để mình ứng dụng trong cuộc sống, mà không phải là những cuốn tiểu thuyết bình thường mình đọc nữa. Mình phải có cái cặp cái nhìn đó
để mình nhìn đời, mình nhìn tất cả các pháp. Cái đó gọi là nhìn đời bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Ngày xưa mình nhìn bằng nhục nhãn không à. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mình thấy người ta vậy mình nói vậy, nhưng mình giờ mình có tư duy, có quán chiếu, tại sao người ta như vậy? Người ta phải có hoàn cảnh, người ta có cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó đẩy người ta vào cái đời sống như vậy, cho nên mình nhìn được thấu phía sau của họ. Bây giờ cái lòng từ bi mình thương họ được, mình không có ghét họ nữa, vì mình hiểu được cái quá khứ của họ, mà thấy được cái quá khứ của người khác. Đạo Phật gọi là chứng cái gì thần thông? Túc mạng minh. Chứng được cái thần thông, thấy được quá khứ. Cho nên chuyện thần thông là có thật. Có thật là sao? Bây giờ con mắt mình nhìn thông suốt, có cái lực mình nhìn thông suốt, không còn vướng vấn, không còn hạn hẹp. Đại chúng phải hiểu đạo lý như vậy đó. Đọc kinh Phật mới không có mù mờ, đọc kinh Phật mới không thấy nó trừu tượng, mà phải thấy được rằng đạo lý rất thâm sâu. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, tuần tới mình học tiếp. Thưa đại chúng, bắt đầu từ tối ngày mai, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, chùa vẫn tiếp tục truyền online để quý vị theo dõi các thời kinh. Tại địa phương thì quý vị có thể về chùa để tụng kinh với quý thầy. Chiều thứ năm là bắt đầu vào khóa tu ở tại tu viện Tây Thiên. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ở Tây Thiên. Chủ nhật thì chúng ta trở về Trúc Lâm để làm lễ. Rồi thứ hai ở tiếp tục ở trên Tây Thiên. Thì quý vị theo dõi chương trình để theo dõi tất cả các thời khóa trong mười mấy ngày tới. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ quý vị nào có người thân cúng thì xin chia ra các nơi để cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mình hên, tới giờ này cũng còn được ấm tốt. Hy vọng tuần sau mình có khóa tu mùa thu, trời vẫn ấm. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói chuyện Phật Pháp, thì Pháp Hòa có một cái thông báo cũ rích. Nhưng mà tại vì cái này nó làm tổn hao của người khác, cho nên Pháp Hòa cần phải lên tiếng. Thì như quý vị biết là Pháp Hòa thường thông báo là Pháp Hòa không có xài Facebook cá nhân. Vì vậy cho nên rất nhiều người đã giả tên Pháp Hòa trên Facebook, và họ tự tạo những cái Facebook bằng tên của Pháp Hòa, rồi nhắn tin cho những ai xài Facebook nhân danh Pháp Hòa kêu gọi từ thiện. Như là mới đây nhất là có một người ở Việt Nam bị gạt 400 triệu là nhân danh Pháp Hòa đi làm từ thiện cứu một người bị, một sư cô bị bệnh. Rồi cái vụ Bảo Lục ở Việt Nam vừa mới tức thì đó, thì cái người này cũng đã nhân danh Pháp Hòa đi kêu gọi từ thiện nữa. Rồi nhân danh có một cái Facebook nào nữa đó, thì nhân danh Pháp Hòa đi quảng cáo thuốc, nào là thuốc tiểu đường, nào là thuốc phong thấp đau nhức, và nói rằng Pháp Hòa đã từng bị bệnh và về Việt Nam chữa bệnh. Thứ nhất là em không có bệnh, mà em cũng chưa có về Việt Nam. Rồi quảng cáo rằng là nhờ uống thuốc này mà hết bệnh, cho nên ai muốn hết bệnh thì hãy đi tìm cái vị thuốc, cái vị thầy thuốc này, và nghe đâu nói đâu ở ngoài Hà Nội á. Xong rồi khi người ta liên lạc tới á, thì nói rằng á, chỉ cho cái thuốc cơ bản thôi là miễn phí, còn hãy muốn thuốc tuyệt hết bệnh thì phải trả tiền. Thì nếu như mà cái này nó không có tổn hại gì đến tiền của người khác thì thôi mình có thể mình du di. Nhưng mà Pháp Hòa thấy tội cho những người
có cái lòng từ bi, nghe kêu gọi từ thiện thì liền tức khắc. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa sợ đến mức độ là không dám viết thư kêu gọi bất cứ cái gì hết, tại vì họ có thể copy cái thơ Pháp Hòa rồi họ thế vào đó những cái chương mục, những cái tài khoản ở tại Việt Nam. Mà có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, hàng trăm triệu chứ không ít. Cho nên Pháp Hòa xin một lần nữa thông báo với đại chúng, Pháp Hòa chưa có xài Facebook cá nhân. Bất cứ tên nào, tên là Thích Pháp Hòa, Thầy Pháp Hòa, Sư Thầy Pháp Hòa, bất cứ những cái tên đó trên Facebook không phải em. Mặc dù hình ảnh em đầy dẫy trên đó, nhưng em không biết gì hết. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời kêu gọi như vậy. Bảo Lục cũng không dám kêu gọi. Xây cái tăng xá khởi công đang làm cũng không dám kêu gọi gì hết. Tại vì mình nói ra là bị dính, là họ có thể cắt xén bất cứ những cái câu từ gì của mình. Thành thử ra Pháp Hòa xin thưa là 2-3 ngày nay đã có rất nhiều người bị tốn tiền. Mà cho nên là có vị đó mới gửi những cái tin, chụp những cái tin nhắn đó rồi gửi qua email của chùa để hỏi Pháp Hòa như vậy. Nhất là vấn đề quảng cáo thuốc. Rồi nhiều người uống xong rồi email qua la Pháp Hòa nữa chứ. Thầy quảng cáo làm sao, có uống không hết. Thành thử ra cũng tội. Cho nên Pháp Hòa xin thông báo như vậy để đại chúng hoan hỷ thông báo dùm. Và hy vọng rằng á, cái clip này mãi mãi được cắt ra và giữ lại rồi để cho các vị biết. Cái này là một cái việc làm gọi là ác. Ác là gì? Là làm tổn hại. Tổn hại đến cái tâm từ của người khác. Riết rồi người ta không dám làm thiện nữa. Biết ai thiệt ai giả mà làm. Đó là chưa nói tổn tiền của đó. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là khi nào cái tâm mình nó lưu xuất cái điều xấu, mình làm cái điều gì mà nó tổn hại đến người khác và tổn hại đến mình. Mình ăn cái đó được bao nhiêu, nhưng mà tội lỗi mình phải nhận đời này đến đời sau. Rồi mình nuôi người thân mình bằng cái tiền của đó, thì người thân mình cộng tội với mình. Phước thì cũng có cộng phước. Thí dụ như mình đi làm, hay là mình có tiền, hay là mình làm điều tốt, người ta thưởng cho mình. Mình đem cái tiền của đó về, vật thực đó về, mình chia sẻ cho trong gia đình, thì gia đình mình, con cháu mình cộng cái phước với mình. Nhưng mà nếu như mà mình làm cái điều không đúng, làm tổn hại, nó cũng là cái người thân của mình cũng cộng tội với mình, cộng nghiệp với mình. Cho nên á, tại vì khi mình làm một cái điều gì, nó lưu xuất từ cái tâm của mình. Và cái hạt giống thiện, hạt giống ác ấy, nó nằm sẵn ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như á, mình gặp một con kiến. Hồi đó mình chưa biết Phật Pháp gì á, mình gặp kiến là mình giết nó. Mình thấy con ruồi mình đập nó. Mình thấy con muỗi là mình dỗ nó. À, rồi con chó con mèo gì nó vô nhà mình không thích là mình đánh nó, vân vân. Thật ra cái đối với con người bình thường, mình nhìn nó là không có gì hết, chuyện nói chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái chủng tử, cái hạt giống. Khi mình thấy một loài nào đó, không cần biết nó bao lớn, mà nó tổn hại mình là mình đập nó thôi. Ví dụ như con ruồi nó đậu lên thức ăn mình, cái mình đập nó liền. Con muỗi nó cắn mình đập liền. Con kiến nó đâu có làm gì, nhưng mà nó có thể nó vô nhà mình để mình giết nó. Đó, rồi á, giữa con người với con người, mình đi tìm những vật thực mình ăn, hay là mình giận ai đó mình đánh họ, mình tổn hại họ. Vì vậy cho nên, rồi ngược lại mình có hạt giống thiện không? Có. Nghe ai đó đau khổ, bệnh tật, giúp đỡ. Đó, giống như cái vị Phật tử mất 400 triệu đó. Nghe thầy Pháp Hòa nhắn tin cứu một sư cô, lập tức đi vay tiền cho tiền đó mà chó, đi vay trả chó. Vậy thì cũng cùng một cái hành động, một sự việc đó, mà một người thì lợi dụng một sư cô bệnh, mà có biết sư cô nào đâu. Lợi dụng, thí dụ cho dù có, lợi dụng cái tên tuổi người ta, bệnh tật người ta để kiếm tiền sống trên cái khổ đau của người khác.
Rồi cũng sư cô đó, nhưng mà người khác lại phát tâm thương. Đó, thành thử là cũng một sự việc mà hai cái tâm nó khác nhau. Rồi cái đó gọi là thiện và ác. Thiện là gì? Thiện là mình tăng trưởng. Mình làm cái gì mà mình tăng ích cho người, cho mình. Thí dụ như mình biết một cái điều hay, mình nói cho người khác cùng nghe theo, tăng trưởng. Mình vừa tăng trưởng được sự hiểu biết, sự cảm hóa nơi mình cũng chia sẻ cho người khác. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật thường nói đến thiện ác nhiều lắm. Ngài Thân Loan là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Ngài cũng đưa ra những cái ví dụ của ác. Chẳng hạn như Ngài nói có 7 loại ác. Ví dụ mình là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, nói hai chiều, tức là đâm thọc, nói lời thô ác, nói lời vô ích, rồi tham, sân, si, cái đó gọi là thập ác. Còn các hàng tỳ kheo mà thọ giới tu hành rồi có tứ ác, tứ bốn cái điều ác cực kỳ, đó là sát, đạo, dâm, vọng, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Và nói dối đây không phải là nói dối bình thường, nói dối cực của cái trọng tội của nói dối mà người tu có thể bị là gì? Chưa chứng quả mà cho mình chứng quả. Để làm chi? Để mong cái lợi dưỡng về mình. Đối với người xuất gia là có bốn cái cực ác. Rồi đó, bên cạnh đó là gì nữa? Chẳng hạn như là có những người phá kiến, phá giới. Phá giới là sao? Thí dụ như mình thọ cái giới đó, mình phá, cái đó là phá giới. Nhưng mà cái phá giới đó, nếu có tội là tội mình à. Nhưng mà phá kiến là tội lớn hơn. Chữ phá kiến là gì? Phá những cái chánh kiến của người khác mà xen vào đó những cái tà kiến để làm lạc hướng của người đi. Thí dụ như vị nào mà đến nói với mình đừng có ngồi thiền, ngồi thiền riết khùng. Đừng có tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết khùng. Ở nhà đừng có tụng Pháp Hoa nóng tánh. Ở nhà đừng tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng quỷ ma nó vô. Vậy mà mình cũng nghe. Tụng kinh thì sợ ma vào, sợ tâm tánh mình nóng. Mà hằng ngày đó mình xem phim bạo động, phim bắn giết đó sao không thấy. Rồi tối đi mướn phim ma về xem đó làm sao. Thành thử ra phá kiến đó, tức là mình lợt cho người ta, mình làm cho người ta sai đi cái chánh kiến mà xen vào đó những cái tà kiến. Chẳng hạn như nói Phật tử không được thờ Phật ở nhà, nhất là thờ tượng, tại tượng cốt để chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi cái nói là Phật tử không có nên thờ Phật Thích Ca, tại Phật Thích Ca để nam thờ thôi. Thí dụ những cái trường hợp vậy, thì cái phá kiến này nó nguy hiểm hơn phá giới. Phá giới là mình phá giới mình tội à. Nhưng mà phá kiến là mình làm sai cái hiểu biết của người khác. Rồi người khác lấy cái hiểu biết đó tiếp tục truyền bá, thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thì đó, nói theo Ngài Thân Loan là có 7 loại như vậy đó. Ngoài ra rồi còn có nhất xiển đề, bất tin. Người này không còn tin cái gì hết. Không tin nhân quả, không tin tội phước. Mà chẳng những không tin mà còn đã phá nữa. Gọi là nhất xiển đề. Quý vị nào mà học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là nghe cái này nhiều lắm. Hôm rồi nhân lúc đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, con đoạn này hay lắm, Pháp Hòa trích cho đại chúng nghe Đức Phật dạy. Có hai người, có hai hạng người trí. Một là người chẳng tạo điều ác, hai là tạo điều ác rồi biết sám hối. Nhiều khi mình vô minh, một cái giây phút nào đó mình làm lỗi. Nhưng mà nhờ mình có cái tuệ, cho nên mình làm lỗi rồi mình nhận ra được cái lỗi đó, mình sửa, là người trí. Cho nên mình đi thọ giới, mình đi quy y là một hình thức phát triển trí tuệ. Tại sao? Hồi xưa mình sống rong rỡ, mình sống buông thả. Bây giờ mình ý thức, mình quy y, mình tiếp nhận giới để làm gì? Để có cái đường, để có cái chuẩn cho chúng ta đi theo. Đó là người trí. Đức Phật dạy hai người trí ha. Một là chẳng làm điều ác, hai là tạo rồi biết sám hối. Có hai hạng người ngu, tức là người khờ dại đó. Một là người tạo tội, hai là người che giấu. Mình làm lỗi mà che giấu tội nó hơn. Đức Phật dạy tiếp,
Có hai hạng người Đức Phật dạy cái người sám hối như gì? Như khói mây tan thời mặt trăng chói sáng, người tạo tội ác có thể sám hối cũng như vậy. Thí dụ như mình làm lỗi rồi, bây giờ mình biết ăn năn thì giống như là mặt trăng, mặt trời mà vén mây ra rồi. Cho nên một vị tổ Việt Nam mình nói một câu rất là hay để ví dụ cho cái việc này đó. Ngàn trăng, ngàn nước, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Mấy dặm không trăng, mấy dặm trời. Nếu ở dưới nước này có 1000 cái hồ nước thì sẽ thấy 1000 ánh trăng. Phải không? Tại trăng thì có một, nhưng mà dưới này nước hồ nó bình lặng thì chiếu soi. Cũng như thế, Phật như là một vầng trăng, nhưng mà tất cả chúng sanh mình, nếu tâm thanh tịnh thì có phải Phật ở trong ngàn tâm của chúng sanh mình không? Cho nên hồ tâm chúng sanh lặng thì trăng hiện bóng trong ngần. Nếu cái hồ tâm của chúng sanh, nếu tâm của chúng sanh mà tĩnh lặng thì Phật soi chiếu với mình. Cái bài đó là dịch từ cái bản tiếng Hán: Bồ Tát thanh lương nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, bồ đề ảnh hiện trung. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nhưng mà mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Nếu mà bầu trời không có mây thì mình sẽ thấy cả một bầu trời mênh mông. Như vậy, mây là tượng trưng cho nghiệp, còn trăng là trời, đó là tượng trưng cho cái bản chất của chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta cứ tạo tội hoài là do cái gì? Do nghiệp che. Do nghiệp che. Cũng như mình mà thấy tiền nó mở mắt mình rồi, là bất cứ làm cái gì miễn có tiền là được. Hại người cũng được, bất cứ không kể. Hay là mình nói là cái danh mà nó che mắt mình rồi thì mình làm bất cứ việc gì miễn cái danh của mình nó được lên cao. Cho nên á, trong nhà Phật hay dùng cái hình ảnh mây. Cũng giống như có một người tới hỏi một vị tổ: con chó có Phật tánh không? Vị tổ nói có. Thì ông cư sĩ mới hỏi: nếu con chó có Phật tánh, vậy tại sao nó không lựa cái thân người đẹp đẽ nó chui vô, mà nó chui vô chi cái bộ lông sần sù vậy? Cái câu hỏi đúng chi gì nữa. Nếu mà có Phật tánh là có tánh giác, mà có tánh giác, có giác ngộ, có hiểu biết, tại sao không chui vô cái thân tốt mà lại chui vô cái thân lông lá? Thì vị tổ trả lời sao? Vì nghiệp thức che đậy. Tên ăn trộm biết ăn cắp là xấu không? Biết không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn đi ăn cắp? Nghiệp thức nó che đậy. Cái nghiệp lực mà tiền của danh vọng nó lôi kéo mình rồi. Thí dụ như mình biết là hành hung người ta là có tội, nhưng mà cái cơn giận của mình nó giận quá, chịu nói, thì mình có thể lao vào, mình giết người, mình đánh người. Cho nên tất cả nó đều là do cái nghiệp lực. Lực là gì? Là một sức mạnh. Cho nên đó, nhiều khi mình không thương người đó, mình thấy người ta. Như vừa rồi ngày hôm qua có một vị lên kể hoài. Kể xong nó nói: trời ơi, con thấy con của con nó thương chi cái người đó mà nghèo đó chả ra gì hết. Pháp Hòa nói: đâu phải mình đâu, mình nói phải không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói cô không thương con cô làm được không? Nó nói không, nó con thì cũng như vậy. Mỗi người có một cái sức lực riêng, có một cái lý do thương riêng. Bây giờ con cô giỏi dở, cô không biết, cô vẫn thương là vì con của cô. Nó có cái lực nó hút. Thì người kia cũng vậy. Người kia có xấu, có đẹp, có gì nữa thì tại sao? Lỡ yêu rồi. thì cái lực yêu nó lôi, nó che mở. Nó lực yêu nó che mở. Khi đã yêu còn lo sợ gì mà. Tại vì cái lực đó nó mạnh rồi thì nó che lấp đó. Cho nên con chó vẫn có Phật tánh, nhưng mà một giây phút che lấp thì nó vẫn đọa lạc. Đức Phật dạy có hai giàu, thế gian này giàu có hai hạng. Một là nhiều voi ngựa xúc, lục xúc, tức là giàu thì có hai loại giàu. Vật giàu những gì? Giàu những cái vật chất. Của cái hồi xưa là người ta hay lấy cái hình ảnh là có lục xúc, có ngựa, có bò, có dê, rồi nhiều kêu giàu.
Một là nhiều voi ngựa, hai là nhiều vàng bạc của báo. Voi ngựa nhiều chẳng sánh được một hạt châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Bây giờ nói có hai là hạng người giàu, giàu ngựa voi hay là giàu tiền của. Và khi cái người mà có giàu voi ngựa cũng không sánh bằng một hạt châu. Đức Phật nói tiếp, cũng vậy chúng sanh có hai hạng giàu, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Thí dụ như giờ người ta gặp mình, ta nói trời ơi chị giàu lắm. Dạ, tôi không có giàu tiền của, nhưng mà tôi giàu tấm lòng. Cho nên nhiều khi mình giàu cái tâm từ bi, giàu cái sự hiểu biết, giàu cái lòng cảm thông, cái đó tốt. Tại vì sao? Tại vì cái đó không bao giờ đói. Thí dụ mình giàu cái lòng không ganh tị, đừng lo, dù mình không có đồng xu, người ta vẫn thương mình. Tại vì mình nghèo mà không ganh tị, đi tới đâu ta cũng cho ăn, không sợ đói, mà chẳng cần cất giữ. Cho nên mấy người mà xin lỗi, nhiều khi người ta làm homeless, người ta không có của gì hết á, nhưng mà không bao giờ ta đói nha. Ta đi vòng cái người kia không lẽ không cho được chén cơm sao? Đó. Giờ mình giàu nhưng mà mình cực lắm, tại vì mình phải giữ của. Cái người ta không có gì, ta khỏe hơn mình. Đức Phật dạy người giàu cũng có hai hạng, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Cái câu tạo nhiều điều ác chẳng bằng làm một điều lành, cái câu này nó giống như trong chữ Hán mình hỏi Pháp Hoàng hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời mà làm lành, lành còn chưa đủ, nhưng một ngày làm ác, ác tự đã dư. Pháp Hoàng ví dụ như giờ mình bố thí nè, mình cúng dường, mình xây tượng, mình làm hết các cái điều thiện đi, nhưng mà lỡ bữa nào mình nóng giận quá, mình giết người rồi, thì cái này lúc trước mình làm báo chí không có đăng nha, không thấy ai nói gì hết. Nhưng mà đây, cái chuyện này sẽ rao truyền. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành cũng chưa đủ, một giờ một ngày mình làm ác thôi tự đã dư. Cho nên không có trách gì, mà cũng chẳng lạ gì khi thế gian này sao. When you do something good, nobody remember. When you do something bad, nobody forget. Mình làm một điều thiện, điều lành không ai nhớ đâu, nhưng làm một điều xấu người ta nhớ suốt đời. Hồi xưa có những cái luật phạt những cái người mà làm ác, làm phạm tội. Có những quốc gia ngày xưa họ làm sẵn một con dấu bằng sắt có cái chữ ST là stealer. Bất cứ ai mà ăn cắp mà bắt được á, họ sẽ nướng đỏ cái cây sắt có chữ ST đó, họ ịn lên cái mặt của cái người đó. Để làm chi? Để đi tới đâu người ta cũng xa lánh cái người này, và người này trở thành một cái người gọi là bị thiên hạ coi thường, chê trách, là vì trên mặt ảnh có hai chữ ST tượng trưng cho stealer. Nhưng một người khác cái tâm họ thiện hơn, họ nhìn người bằng cách khác, họ lỡ họ thân chơi với người này, thì cái người khác mới hỏi họ, cái người này là stealer mà tại sao anh chơi với họ? Ủa, họ là ăn cắp à, stealer hả? Sao tôi không biết? Trời đất ơi, trên mặt nó in hai cái chữ ST anh không biết sao? Nó ồ vậy hả? Tại tôi tưởng đâu là saint. Saint là thánh, tại vì chữ thánh viết tắt cũng viết vậy đó. Stealer cũng ST mà saint cũng là ST. Nhưng mà cái tâm họ thiện, họ lành, cho nên họ nhìn mọi người bằng lành như vậy. Cho nên đạo giáo có mặt để làm gì? Để phát triển cái đó, phát triển cái chủng tánh thiện nơi chúng sanh. Cho nên mình thường hay nói là tu tâm. Câu kế là gì? Dưỡng tánh. Cái tánh là cái gì? Cái tánh là cái bản chất, là cái nature. Nó mãi ở trong lòng không thay đổi, cho nên ráng dưỡng cái tánh đó. Còn cái tâm là cái mặt chiều ở phía trên nè, nó dễ bị lung lay lắm. Mình mới vừa trên này mình thương quý cái vị đó hết sức, xuống lầu người ta nói xấu vị đó, mình đổi thái độ mình nhìn liền, thì cái tâm mình nó dễ lung lay.
Cho nên thường người ta hay gọi là tu tâm dưỡng tánh. Vì cái tâm của mình nó dễ hay thay đổi, mà chẳng những vậy mà nó còn dễ bị lôi cuốn theo cái xấu. Cho nên ráng sửa cái tâm đó. Ráng sửa cái tâm đó, và cái tánh tốt nên ráng dưỡng nó. Cho nên đạo Phật nói cho đúng là cũng không ngoài cái chuyện, nói tất cả giáo lý cũng không ngoài cái chuyện dưỡng cái tánh đó. Cũng Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái tình cảm hạnh phúc trong gia đình nó mới quý. Còn cái chuyện mà tiền bạc thu ít thu nhiều, tài chánh nó có hụt nó có hao, đó là chuyện thế, chuyện bình thường của thế. Chỉ tình cảm mà còn á, mình làm nên tất cả. Còn tiền bạc nó hao hụt là cũng do mọi thời thế thôi. Nội cái chuyện mà 2 năm Covid là ai cũng ngất ngư rồi. Nhưng mà nhờ cái tâm vững chãi của mọi người cho nên rồi ai cũng sống tới ngày nay. Tại vì sao? Tại vì mình hiểu rõ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hồi xưa mình có một chén gạo mà cả nhà mình ăn được, mà tại sao giờ có lu gạo mình vẫn rên? Hồi xưa mình chỉ có cái hiên tre mình vẫn sống, bây giờ sẽ có nhà mình vẫn rên. Thành thử ra hôm rồi đây cũng có một gia đình lên than thở chuyện đời sống hàng ngày. Pháp Hòa cũng chia sẻ vậy. Cái quan trọng là vợ chồng vẫn giữ được cái đầm ấm hạnh phúc. Còn cái chuyện mà cái bề nổi ở trên á, thay đổi tiền của thiếu hụt vân vân, mấy cái chuyện đó rất bình thường của cuộc sống. Thậm chí bây giờ mình có nè, thí dụ bây giờ mình làm ăn mà lên phất 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 lên đi, rồi cuối cùng mình ăn nhiêu cũng chén cơm cùng, mà thậm chí bận nhiều chừng nào là khỏi ăn luôn. Có tiền rất nhiều nhưng mà không có giờ ăn. Rốt cuộc là mình cần cái gì của sự sống? Cũng chỉ là ăn uống bình thường thôi. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện đó như chai nước lọc vậy đó. Uống nước trà, uống cà phê, uống các loại nước, nhưng mà nước gì cần nhất cho cơ thể? Nước lọc. Mà nước lọc là cái nước rẻ tiền nhất, không ai dùng nó tới nó. Mà nước gì muốn pha không thể thiếu nước lọc. Muốn pha nước trà cũng phải có nước lọc, muốn pha cà phê cũng phải có nước lọc. Nhưng mà khi hỏi uống gì, cái lựa nước ngon uống, lựa gì ngon uống. Nhưng mà cuối cùng trong cơ thể cần gì? Cần một miếng nước lọc. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái đơn giản nhất của con người mỗi ngày của chúng ta. Gặp cái thời dịch bệnh đó, chạy vô Costco rần dành với nhau, dưỡng dành gì? Nước với gạo thôi. Rốt cuộc con người mình hiểu ra là gì? Cả cuộc sống của chúng ta không gì ăn với uống. Vậy thì những lúc bình thường chúng ta có ăn uống, tại sao chúng ta vẫn không thấy đủ? Cho nên lâu lâu mình phải trở về những cái cơ bản đó. Mình thiền quán những cái đó để mình hài lòng, để mình bình an, mình sống vững chãi. Mục đích của Phật giáo không phải chỉ nói cái chuyện chứng thánh chứng quả gì, cái chuyện đó có, nhưng mà anh lo cơ bản này trước nè. Cho nên nhà Phật hay kêu là sơ thiền đó. Sơ là bởi bước đầu. Cái quả đầu tiên là anh chứng tu nhân thừa. Còn cái chuyện thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát tính sao? Anh cứ có một đời sống con người bình thường cho đã. Bình thường mà chưa được thì lấy gì có Bồ Tát? Mà nếu có xưng Bồ Tát thì Bồ Tát bất thường. Cứ là một con người bình thường trong cuộc sống. Vậy thì hằng ngày mà chúng ta tu tập không có gì phát triển, không có gì ngoài, chúng ta làm sao để trưởng dưỡng, điều phục cái tánh, cái tâm của mình. Điều phục cái tâm, trưởng dưỡng cái tánh. Nói cách khác là thiện ác. Cái ác á, nó có sẵn nơi mình, nhưng mà mình không cho nó không có ai tưới nó, không có để cho nó sinh khởi. Tứ chánh cần á, Đức Phật có dạy 4 điều tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, chân chánh. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh, nên làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, nên tìm cách phát triển. Giống như con mình á,
Thí dụ như từ nhỏ nó chưa biết gì hết, bắt đầu mình dạy. Tại vì nó chưa có, nó chưa biết tiếng Việt, nó chưa biết lễ phép, mình dạy cho nó. Điều thiện nó chưa có, làm cho nó có. Nếu mà nó đã có rồi, mỗi ngày phải phát triển. Còn nếu mình thấy nó xấu, nó có khởi cái tánh ác, cái xấu, lập tức kiếm cách chấm dứt. Mà nếu nó chưa có, đừng để nó khởi. Chẳng hạn như nít nó chưa biết tham, nhưng mình đừng có để tiền của, đừng có để tiền bạc lung tung. Nhiều khi mình người lớn hay coi thường mấy đồng, đúng. Tại vì mình coi mấy thường mấy đồng lẻ. Nhưng với cái độ tuổi của một con nít, mấy đồng nó lớn lắm. Y chang mình nó nhỏ thôi. Hồi nhỏ trong túi có 10 bạc mà cứ 5 phút là bóc ra đếm. Dớ không? Mỗi năm mà Tết đó, chờ một đêm một ngày đếm tiền biết mấy chục lần mà cũng nhiêu à. Quý vị mấy bà cụ Việt Nam mình đó, mặc cái áo bà ba ở ngoài, ở trong có cái áo lá trắng trắng đó. Tiền gói mấy lớp để trong rồi xong có cái kim tây. Lâu lâu mở kim tây ra ngồi đếm, đếm xong còn đủ 30 cất tiếp. Thì con nít cũng vậy. Cho nên mình để rơi rớt ở đâu nó thấy, nó lấy, nó xài 5 đồng, 3 đồng. Nhưng mà lâu ngày bắt đầu biết xài lớn. Cờ bạc cũng vậy phải không? Mới đầu chơi chơi đó, đồng hay đồng anh em chơi cho vui. Nhưng mà ghiền rồi là chơi lớn. Cho nên cái gì nó chưa có ghiền, đừng tập cho nó. Vậy thì bây giờ mình hỏi là mình tu theo Phật giáo là mình tu cái gì? Phật dạy thiện ác là thiện là gì mà phải cần tu? Ác là gì mà phải cần tu? Ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Đơn giản vậy đi. Hồi xưa ta nói vậy nè, bình sanh tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thị hỏa ương. Bình sanh đó, tức là sống ở đời, mình mà làm thiện á, được thêm phước. Còn mà ngu dại, nhược thị ngu ngoan, nếu mà ngu dại khờ khạo mà làm điều xấu á, thì tai họa nó đến với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cái thiện cái ác cuối cùng rồi nó đều có cái trở lại với mình hết. Cái quả báo hết á. Không? Đừng có hồng là gì? Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cao phi là gì? Bay cao. Viễn tẩu là chạy xa. Chạy xa bay cao cũng không trốn được. Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cái đó nó đến rồi thì không chạy được. Mình sắp sửa học Kinh Pháp Cú phẩm thứ 9. Và phẩm thứ 9 có tên là phẩm ác. Mai mốt bây giờ mình không có thời gian để đọc vào cái phẩm kinh, nhưng Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng cái tựa của cái chữ ác, và ác là gì và thiện là chi. Còn đứng trên cái phương diện á, với cái nhìn sâu xa của cái người tu như là Tổ Huyền Giác á, thì Ngài mới nói rằng ác là chi, thiện là chi, ác ại là chi. Đeo mang chi hai cái khối nặng vô nghì. Thiện hay ác á, là tâm tư ta tự đọa đậy, lầy đọa. Không ai xử mình hết á. Bây giờ mình làm cực kỳ cái gì đi nữa, không ai xử mình bằng tự cái gì? Bằng tự lương tâm, rai rứt của mình. Rồi chính cái chỗ đó gọi là đọa. Cái tâm mình làm điều xấu, làm điều không đúng, làm sao lưng một cái người tốt, tự mình biết lấy, rồi tự mình sẽ khổ đau với cái đầy đọa đó. Cho nên có nhiều khi có nhiều người đâu có nói được cái điều xấu của mình hồi nhỏ, hồi trẻ mình làm. Nhưng giờ lớn lên cái quả nó đến. Quả nó đến cái nhận ra, tự thấy lấy, rồi tự sám hối lấy. Hôm nay mình không có thời gian để đi vào phẩm kinh, nhưng mà bởi vì cái tựa của phẩm là ác, cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu trước với đại chúng hai chữ ác đã đi với thiện. Và tất cả đạo giáo, bất cứ vị thánh nào ra đời, đạo giáo nào có mặt trên thế gian này, cũng không ngoài cái việc làm chính yếu, đó là gì?
đó là dạy cho con người cái thiện và chỉ cho con người cái xấu để con người giảm. Và cái gốc của nó cũng không ngoài cái lòng từ bi, cái tâm gọi là thương mà muốn cảm hóa tất cả. Ngày hôm kia có một nhóm bạn ngoại quốc, trong đó có một người Việt Nam, còn lại là các bạn bên Hồi giáo đến thăm chùa. Thì đầu tiên các vị vô chụp hình cũng không mấy gì thoải mái lắm, tại vì có lẽ cái đức tin của người ta là không có chụp hình chung với người khác đạo. Cho nên mình cũng tôn trọng tất cả những cái gì mà các vị đó quyết định. Thì Pháp Hòa mời vào phía sau ngồi chơi nói chuyện. Thì trong khi ngồi nói chuyện, Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ á, nhìn ở trên một cái thân cây, chiếc lá nó có thể khác, cái bông nó có thể khác, cái mùi thơm nó có khác, cái trái nó có khác, có ngọt, có chua, có đỏ, có vàng, có đủ các hình thức ở bên trên. Nhưng mà không cây nào mà sống không từ rễ và đất. Phải không? Cây nào cũng phải ở dưới đất, phải có rễ mới sống chứ. Rồi nó chồi lên thì nó khác hình, khác dáng, khác hương vị. Pháp Hòa nói cũng như thế. Các vị có mặt trên đời này, cái cách dạy nó có khác nhau. Nhưng mà vị thánh nào cũng không ngoài lòng từ bi và trí tuệ. Giống như rễ thôi. Bây giờ anh tới với tôi, anh cầm cái ly này lên, anh uống trà. Mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái hình dáng của một cái ly nó khác nhau. Nhìn cái ly đó, biết ly này của Việt Nam, ly này theo phong cách của người Trung Hoa, ly này của người Nhật Bản. Tại vì nó có những cái dáng dấp, những cái màu sắc mà mình nhìn cái ly, cái chén mình biết của nước nào. Nhưng mà bản chất cuối cùng mà để làm nên cái chất đó là cái gì? Cũng là đất, nước, những cái căn bản nhất để làm nên. Hình dáng có khác, tên gọi có khác, nhưng mà không ngoài cái chuyện đó. Tôi có thể nói tiếng gì tôi mời anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhận ra rằng tôi mời anh uống nước. Cái tấm lòng, cái trái tim, cái từ bi, cái trí tuệ của các vị, của anh, của tôi, của mọi người, không ai khác hết. Ngồi nói đâu khoảng, tại vì ngồi trao đổi mà, thì chừng 15 phút sau thì tự động hỏi, mình chụp chung tấm hình được không? Và cuối cùng khi đứng dậy, một anh nói, khi nào đám cưới của tôi mời thầy được không? Mời thầy chứng lễ. Tại vì Pháp Hòa có kể cho các vị đó, khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ trong những ngày lễ cưới, mặc dù họ lên chùa họ làm lễ cưới đó, nhưng mà tôi rất ít khi nào tôi nói chuyện Phật Pháp trong lễ cưới lắm. Tại vì sao? Tại vì họ là một cái cặp vợ chồng trẻ, họ cần biết cái đạo lý để sống. Họ không phải đến đây để nghe tôi truyền đạo. Mà đạo của tôi muốn nói là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sống không có mê. Mà tỉnh là gì? Là biết được người thương của mình như thế nào, thương như thế nào để người thương mình không bị thương, và cuối cùng mình không bị tổn thương. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là dạy cái nghệ thuật để sống, chứ không phải đi truyền bá cái đạo lý tôn thờ lại lục Đức Phật. Mình sẽ lại Phật sau khi mình nhận ra được những cái gì Phật dạy đã cảm hóa được mình. Mình lại xoái tráng, nhưng mà lại này bây giờ không phải lại như hồi đó mình hiểu là lại để van xin nữa, mà lại để tri ơn, để ca ngợi, để tán thán, để tri ơn. Cũng bây giờ cũng hành động là lại, nhưng ngày xưa tôi lại, tôi cái tâm tôi gia vô cái lại nó khác. Bây giờ tôi lại khác. Ngày xưa mình ăn chay á, mình có nghĩ, mình có cảm nghĩ mình ăn chay, mà ăn chay thì mình trả lễ cho Phật, tại Phật mới phù hộ mình trúng mánh. Giờ mình hứa một tháng mình ăn một tháng. Như bây giờ mình cũng ăn chay, nhưng mà mình thổi vào đó cái ý nghĩa ăn chay, trưởng dưỡng lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng sức khỏe,
Cũng một hành động đó. Ngày xưa mình thờ Phật tâm niệm mình khác, bây giờ mình cũng vẫn giữ bằng Phật đó tâm niệm khác. Cho nên cái cách của chúng ta là không đả phá, không bỏ bê, mà chúng ta biết chỉnh đốn. Hồi xưa mình vẫn thờ ông Thiên, ý nghĩa giờ nó khác. Bây giờ mình thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa, cái tâm mình nghĩ Thần Tài Thổ Địa nó tăng trưởng lên, nó khác lên. Cho mình thấy ông Thần Tài vẫn đẹp như thường, không có đả phá. Mà mình làm sao vẫn dụng được cái đó bằng cái đạo lý của đạo Phật. Cho nên mình hay dùng cái từ đó, nhìn cái đó qua cái lăng kính của Phật giáo. Truyện Kiều qua lăng kính của Phật giáo, Tây Du Ký qua lăng kính của Phật giáo, những cái câu chuyện của Kim Dung như là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi những cái chuyện cổ nữa là như là Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu mình có cái nhìn của đạo Phật, mình soi vào những cái bộ truyện đó, giải mã hết, mà mình tìm ra được cái then chốt để mình ứng dụng trong cuộc sống, mà không phải là những cuốn tiểu thuyết bình thường mình đọc nữa. Mình phải có cái nhìn đó để mình nhìn đời, mình nhìn tất cả các pháp. Cái đó gọi là nhìn đời bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Ngày xưa mình nhìn bằng nhục nhãn không à. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mình thấy người ta vậy mình nói vậy, nhưng mình giờ mình có tư duy, có quán chiếu, tại sao người ta như vậy? Người ta phải có hoàn cảnh, người ta có cái hoàn cảnh nó đẩy người ta vào cái đời sống như vậy, cho nên mình nhìn được thấu phía sau của họ. Bây giờ cái lòng từ bi mình thương họ được, mình không có ghét họ nữa, vì mình hiểu được cái quá khứ của họ, mà thấy được cái quá khứ của người khác. Đạo Phật gọi là chứng cái gì thần thông? Túc mạng minh. Chứng được cái thần thông, thấy được quá khứ. Cho nên chuyện thần thông là có thật. Có thật là sao? Bây giờ con mắt mình nhìn thông suốt, có cái lực mình nhìn thông suốt, không còn vướng vấn, không còn hạn hẹp. Đại chúng phải hiểu đạo lý như vậy đó. Đọc kinh Phật mới không có mù mờ, đọc kinh Phật mới không thấy nó trừu tượng, mà phải thấy được rằng đạo lý rất thâm sâu. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc, tuần tới mình học tiếp. Thưa đại chúng, bắt đầu từ tối ngày mai, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, chùa vẫn tiếp tục truyền online để quý vị theo dõi các thời kinh. Tại địa phương thì quý vị có thể về chùa để tụng kinh với quý thầy. Chiều thứ năm là bắt đầu vào khóa tu ở tại tu viện Tây Thiền. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ở Tây Thiền. Chủ nhật thì chúng ta trở về Trúc Lâm để làm lễ. Rồi thứ hai ở tiếp tục ở trên Tây Thiền. Thì quý vị theo dõi chương trình để theo dõi tất cả các thời khóa trong mười mấy ngày tới. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ quý vị nào có người thân cúng thì xin chia ra các nơi để cúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Năm nay mình hên, tới giờ này cũng còn được ấm tốt. Hy vọng tuần sau mình có khóa tu mùa thu, trời vẫn ấm. Kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta nói chuyện Phật Pháp, thầy Pháp Hòa có một cái thông báo cũ rích. Nhưng mà tại vì cái này nó làm tổn hao của người khác, cho nên Pháp Hòa cần phải lên tiếng. Thì như quý vị biết là Pháp Hòa thường thông báo là Pháp Hòa không có xài Facebook cá nhân. Vì vậy cho nên rất nhiều người đã giả tên Pháp Hòa trên Facebook, và họ tự tạo những cái Facebook bằng tên của Pháp Hòa, rồi nhắn tin cho những ai xài Facebook nhân danh Pháp Hòa kêu gọi từ thiện. Như là mới đây nhất là có một người ở Việt Nam bị gạt 400 triệu là nhân danh Pháp Hòa đi làm từ thiện
cứu một người bị, một sư cô bị bệnh. Rồi cái vụ bão lụt ở Việt Nam vừa mới tức thì đó, thì cái người này cũng đã nhân danh Pháp Hòa đi kêu gọi từ thiện nữa. Rồi nhân danh có một cái Facebook nào nữa đó, thì nhân danh Pháp Hòa đi quảng cáo thuốc, nào là thuốc tiểu đường, nào là thuốc phong thấp đau nhức, và nói rằng Pháp Hòa đã từng bị bệnh và về Việt Nam chữa bệnh. Thứ nhất là em không có bệnh, mà em cũng chưa có về Việt Nam. Rồi quảng cáo rằng là nhờ uống thuốc này mà hết bệnh, cho nên ai muốn hết bệnh thì hãy đi tìm cái vị thuốc, cái vị thầy thuốc này, và nghe đâu nói đâu ở ngoài Hà Nội á. Xong rồi khi người ta liên lạc tới á, thì nói rằng á, chỉ cho cái thuốc cơ bản thôi là miễn phí, còn hãy muốn thuốc tuyệt hết bệnh thì phải trả tiền. Thì nếu như mà cái này nó không có tổn hại gì đến tiền của người khác thì thôi mình có thể mình du di. Nhưng mà Pháp Hòa thấy tội cho những người có cái lòng từ bi, nghe kêu gọi từ thiện thì liền tức khắc. Và thưa đại chúng, bây giờ Pháp Hòa sợ đến mức độ là không dám viết thư kêu gọi bất cứ cái gì hết. Tại vì họ có thể copy cái thơ Pháp Hòa, rồi họ thế vào đó những cái trương mục, những cái tài khoản ở tại Việt Nam. Mà có nhiều người đã mất rất nhiều tiền, hàng trăm triệu chứ không ít. Cho nên Pháp Hòa xin một lần nữa thông báo với đại chúng, Pháp Hòa chưa có xài Facebook cá nhân. Bất cứ tên nào, tên là Thích Pháp Hòa, Thầy Pháp Hòa, Sư Thầy Pháp Hòa, bất cứ những cái tên đó trên Facebook không phải em. Mặc dù hình ảnh em đầy dẫy trên đó, nhưng em không biết gì hết. Cho nên quý vị đừng có nghe những cái lời kêu gọi như vậy. Bảo Lục cũng không dám kêu gọi. Xây cái tăng xá khởi công đang làm cũng không dám kêu gọi gì hết. Tại vì mình nói ra là bị dính, là họ có thể cắt xén bất cứ những cái câu từ gì của mình. Thành thử ra Pháp Hòa xin thưa là 2-3 ngày nay đã có rất nhiều người bị tốn tiền, mà cho nên là có vị đó mới gửi những cái tin, chụp những cái tin nhắn đó rồi gửi qua email của chùa để hỏi Pháp Hòa như vậy. Nhất là vấn đề quảng cáo thuốc. Rồi nhiều người uống xong rồi email qua la Pháp Hòa nữa chứ: thầy quảng cáo sao có uống không hết. Thành thử ra cũng tội. Cho nên Pháp Hòa xin thông báo như vậy để đại chúng hoan hỷ thông báo dùm. Và hy vọng rằng á, cái clip này mãi mãi được cắt ra và giữ lại rồi để cho các vị biết. Cái này là một cái việc làm gọi là ác. Ác là gì? Là làm tổn hại. Tổn hại đến cái tâm từ của người khác. Riết rồi người ta không dám làm thiện nữa. Biết ai thiệt ai giả mà làm. Đó là chưa nói tổn tiền của. Đó. Cho nên á, chữ ác nghĩa là gì? Ác nghĩa là khi nào cái tâm mình nó lưu xuất cái điều xấu, mình làm cái điều gì mà nó tổn hại đến người khác và tổn hại đến mình. Mình ăn cái đó được bao nhiêu, nhưng mà tội lỗi mình phải nhận đời này đến đời sau. Rồi mình nuôi người thân mình bằng cái tiền của đó, thì người thân mình cộng tội với mình. Phước thì cũng có cộng phước. Thí dụ như mình đi làm, hay là mình có tiền, hay là mình làm điều tốt, người ta thưởng cho mình, mình đem cái tiền của đó về vật thực đó về mình chia sẻ cho trong gia đình, thì gia đình mình, con cháu mình cộng cái phước với mình. Nhưng mà nếu như mà mình làm cái điều không đúng, làm tổn hại, nó cũng là cái người thân của mình cũng cộng tội với mình, cộng nghiệp với mình. Cho nên á, tại vì khi mình làm một cái điều gì, nó lưu xuất từ cái tâm của mình. Và cái hạt giống thiện, hạt giống ác ấy, nó nằm sẵn ở trong tâm thức của chúng ta. Ví dụ như á, mình gặp một con kiến. Hồi đó mình chưa biết Phật Pháp gì á, mình gặp kiến là mình giết nó. Mình thấy con ruồi mình đập nó. Mình thấy con muỗi là mình dỗ nó. Rồi con chó con mèo gì nó vô nhà mình không thích là mình đánh nó, vân vân.
Thật ra cái đối với con người bình thường mình nhìn đó là không có gì hết, chuyện nói chuyện bình thường. Nhưng mà ở đây mình nói tới cái chủng tử, tới cái hạt giống. Khi mình thấy một loài nào đó, không cần biết nó bao lớn, mà nó tổn hại mình là mình đập nó thôi. Ví dụ như con ruồi nó đậu lên thức ăn mình, cái mình đập nó liền. Con muỗi nó cắn mình đập liền. Con kiến nó đâu có làm gì, nhưng mà nó có thể nó vô nhà mình, để mình giết nó. Đó, rồi á, giữa con người với con người, mình đi tìm những vật thực mình ăn, hay là mình giận ai đó, mình đánh họ, mình tổn hại họ. Vì vậy cho nên, rồi ngược lại mình có hạt giống thiện không? Có. Nghe ai đó đau khổ, bệnh tật, giúp đỡ. Đó, giống như cái vị Phật tử mất 400 triệu đó. Nghe thầy Pháp Hòa nhắn tin cứu một sư cô, lập tức đi vay tiền cho, tiền đó mà chó, đi vay trả chó. Vậy thì cũng cùng một cái hành động, một sự việc đó, mà một người thì lợi dụng một sư cô bệnh, mà có biết sư cô nào đâu. Lợi dụng, thí dụ cho dù có, lợi dụng cái tên tuổi người ta, bệnh tật người ta để kiếm tiền sống trên cái khổ đau của người khác. Rồi cũng sư cô đó, nhưng mà người khác lại phát tâm thương. Đó, thành thử là cũng một sự việc mà hai cái tâm nó khác nhau. Rồi cái đó gọi là thiện và ác. Thiện là gì? Thiện là mình tăng trưởng. Mình làm cái gì mà mình tăng ích cho người, cho mình. Thí dụ như mình biết một cái điều hay, mình nói cho người khác cùng nghe theo, tăng trưởng. Mình vừa tăng trưởng được sự hiểu biết, sự cảm hóa nơi mình cũng chia sẻ cho người khác. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật thường nói đến thiện ác nhiều lắm. Ngài Thân Loan á, là một vị tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Ngài cũng đưa ra những cái ví dụ của ác. Chẳng hạn như Ngài nói có 7 loại ác. Ví dụ mình là sát sanh nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè, nói dối nè, nói hai chiều nè, tức là đâm thọc á, nói lời thô ác nè, nói lời vô ích nè, rồi tham nè, sân nè, si nè, cái đó gọi là thập ác. Còn các hàng tỳ kheo mà thọ giới tu hành rồi á, có tứ ác. Tứ, 4 cái điều ác cực kỳ, đó là sát, đạo, dâm, vọng, sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Và nói dối đây không phải là nói dối bình thường, nói dối cực của cái trọng tội của nói dối mà người tu có thể bị là gì? Chưa chứng quả mà cho mình chứng quả. Để làm chi? Để mong cái lợi dưỡng về mình. Đối với người xuất gia là có 4 cái cực ác. Rồi đó bên cạnh đó là gì nữa? Chẳng hạn như là có những người phá kiến, phá giới. Phá giới là sao? Thí dụ như mình thọ cái giới đó, mình phá, cái đó là phá giới. Nhưng mà cái phá giới đó, nếu có tội là tội mình à. Nhưng mà phá kiến là tội lớn hơn. Chữ phá kiến là gì? Phá những cái chánh kiến của người khác, mà xen vào đó những cái tà kiến để làm lạc hướng của người đi. Thí dụ như á, vị nào mà đến nói với mình đừng có ngồi thiền riết khùng, đừng có tụng chú đại bi riết khùng, ở nhà đừng có tụng pháp hoa nóng tánh, ở nhà đừng tụng kinh địa tạng quỷ ma nó vô. Vậy mà mình cũng nghe, tụng kinh thì sợ ma vào, sợ tâm tánh mình nóng. Mà hằng ngày đó mình xem phim bạo động, phim bắn giết đó sao không thấy. Rồi tối đi mướn phim ma về xem đó làm sao. Thành thử ra phá kiến đó, tức là mình lệch cho người ta. Mình làm cho người ta sai đi cái chánh kiến, mà xen vào đó những cái tà kiến. Chẳng hạn như nói Phật tử không được thờ Phật ở nhà, nhất là thờ tượng, tại tượng cốt để chùa thờ thôi, ở nhà chỉ được thờ hình thôi. Rồi cái nói là Phật tử không có nên thờ Phật Thích Ca, tại Phật Thích Ca để nam thờ thôi. Thí dụ những cái trường hợp vậy. Thì cái phá kiến này nó nguy hiểm hơn phá giới. Phá giới là mình phá có phá giới mình tội à. Nhưng mà phá kiến là mình làm sai cái hiểu biết của người khác. Rồi người khác lấy cái hiểu biết đó tiếp tục truyền bá. Thì cái này nguy hiểm vô cùng. Thì đó, nói theo Ngài Thân Loan là có 7 loại như vậy đó. Ngoài ra rồi còn có nhất xiển đề, bất tin. Người này không còn tin cái gì hết, không tin nhân quả, không tin tội phước, mà chẳng những không tin mà còn đã phá nữa, gọi là dứt xiển đề.
Quý vị nào mà học trong kinh Đại Bát Niết Bàn là nghe cái này nhiều lắm. Hôm rồi nhân lúc đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, con đoạn này hay lắm, Pháp Hòa trích cho đại chúng nghe Đức Phật dạy. Có hai người, có hai hạng người trí. Một là người chẳng tạo điều ác, hai là tạo điều ác rồi biết sám hối. Nhiều khi mình vô minh, một cái giây phút nào đó mình làm lỗi, nhưng mà nhờ mình có cái tuệ cho nên mình làm lỗi rồi mình nhận ra được cái lỗi đó mình sửa, là người trí. Cho nên mình đi thọ giới, mình đi quy y là một hình thức phát triển trí tuệ. Tại sao? Hồi xưa mình sống rong rỡ, mình sống buông thả. Bây giờ mình ý thức, mình quy y, mình tiếp nhận giới để làm gì? Để có cái đường, để có cái chuẩn cho chúng ta đi theo. Đó là người trí. Đức Phật dạy hai người trí ha. Một là chẳng làm điều ác, hai là tạo rồi biết sám hối. Có hai hạng người ngu, tức là người khờ dại đó. Một là người tạo tội, hai là người che giấu. Mình làm lỗi mà che giấu tội nó hơn. Đức Phật dạy tiếp, có hai hạng người, Đức Phật dạy cái người sám hối như gì? Như khói mây tan thời mặt trăng chói sáng, người tạo tội ác có thể sám hối cũng như vậy. Thí dụ như mình làm lỗi rồi, bây giờ mình biết ăn năn thì giống như là mặt trăng, mặt trời mà vén mây ra rồi. Cho nên một vị tổ Việt Nam mình nói một câu rất là hay để ví dụ cho cái việc này đó. Ngàn trăng, ngàn nước, ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Mấy dặm không trăng, mấy dặm trời. Nếu ở dưới nước này có 1000 cái hồ nước thì sẽ thấy 1000 ánh trăng. Phải không? Tại trăng thì có một, nhưng mà dưới này nước hồ nó bình lặng thì chiếu soi. Cũng như thế, Phật như là một vầng trăng, nhưng mà tất cả chúng sanh mình, nếu tâm thanh tịnh thì có phải Phật ở trong ngàn tâm của chúng sanh mình không? Cho nên hồ tâm chúng sanh lặng thì trăng hiện bóng trong ngần. Nếu cái hồ tâm của chúng sanh, nếu tâm của chúng sanh mà tĩnh lặng thì Phật soi chiếu với mình. Cái bài đó là dịch từ cái bản tiếng Hán: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt Du Ư Tất Cánh Không, chúng sanh tâm cấu tận Bồ Đề Ảnh Hiện Trung. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nhưng mà mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Nếu mà bầu trời không có mây thì mình sẽ thấy cả một bầu trời mênh mông. Như vậy, mây là tượng trưng cho nghiệp, còn trăng là trời, đó là tượng trưng cho cái bản chất của chúng ta. Mà sở dĩ chúng ta cứ tạo tội hoài là do cái gì? Do nghiệp che. Do nghiệp che. Cũng như mình mà thấy tiền nó mở mắt mình rồi, là bất cứ làm cái gì miễn có tiền là được. Hại người cũng được, bất cứ không kể. Hay là mình nói là cái danh mà nó che mắt mình rồi thì mình làm bất cứ việc gì miễn cái danh của mình nó được lên cao. Cho nên á, trong nhà Phật hay dùng cái hình ảnh mây. Cũng giống như có một người tới hỏi một vị tổ: con chó có Phật tánh không? Vị tổ nói có. Thì ông cư sĩ mới hỏi: nếu con chó có Phật tánh, vậy tại sao nó không lựa cái thân người đẹp đẽ nó chui vô, mà nó chui vô chi cái bộ lông sần sù vậy? Cái câu hỏi đúng chi gì nữa. Nếu mà có Phật tánh là có tánh giác, mà có tánh giác, có giác ngộ, có hiểu biết, tại sao không chui vô cái thân tốt mà lại chui vô cái thân lông lá? Thì vị tổ trả lời sao? Vì nghiệp thức che đậy. Tên ăn trộm biết ăn cắp là xấu không? Biết không? Biết. Nhưng mà tại sao vẫn đi ăn cắp? Nghiệp thức nó che đậy. Cái nghiệp lực mà tiền của danh vọng nó lôi kéo mình rồi. Thí dụ như mình biết là hành hung người ta là có tội, nhưng mà cái cơn giận của mình nó giận quá, kiểu nói, thì mình có thể lao vào, mình giết người, mình đánh người. Cho nên tất cả nó đều là do cái nghiệp lực. Lực là gì? Là một sức mạnh. Cho nên á, nhiều khi mình không thương người đó, mình thấy người ta. Như vừa rồi ngày hôm qua có một vị lên kể hoài. Kể xong nó nói: trời ơi, con thấy con của con nó thương chi cái người đó mà nghèo đó chả ra gì hết.
Pháp Hòa nói đâu phải mình đâu, mình nói phải không? Thí dụ giờ Pháp Hòa nói cô không thương con, cô làm được không? Nói không, nó con thì cũng như vậy. Mỗi người có một cái sức lực riêng, có một cái lý do thương riêng. Bây giờ con cô giỏi dở, cô không biết, cô vẫn thương là vì con của cô. Nó có cái lực nó hút. Thì người kia cũng vậy. Người kia có xấu, có đẹp, có gì nữa thì tại sao? Lỡ yêu rồi. thì cái lực yêu nó lôi, nó che mở. Nó lực yêu nó che mở. Khi đã yêu còn lo sợ gì mà. Tại vì cái lực đó nó mạnh rồi thì nó che lấp. Cho nên con chó vẫn có Phật tánh. Nhưng mà một giây phút che lấp thì nó vẫn đọa lạc. Đức Phật dạy có hai dầu, thế gian này dầu có hai hạng. Một là nhiều voi ngựa xúc, lục xúc, tức là dầu thì có hai loại dầu vật, dầu những gì, dầu những cái vật chất của cải. Hồi xưa là người ta hay lấy cái hình ảnh là có lục xúc, có ngựa, có bò, có dê, rồi nhiều kêu dầu. Một là nhiều voi ngựa, hai là nhiều vàng bạc của báo. Voi ngựa nhiều chẳng sánh được một hạt châu. Cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Bây giờ nói có hai là hạng người giàu, giàu ngựa voi hay là giàu tiền của. Và khi cái người mà có giàu voi ngựa cũng không sánh bằng một hạt châu. Đức Phật nói tiếp, cũng vậy, chúng sanh có hai hạng giàu. Một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Thí dụ như giờ người ta gặp mình, ta nói trời ơi, chị giàu lắm. Dạ, tôi không có giàu tiền của, nhưng mà tôi giàu tấm lòng. Cho nên nhiều khi mình á, mình giàu cái tâm từ bi, giàu cái sự hiểu biết, giàu cái lòng cảm thông, cái đó tốt. Tại vì sao? Tại vì cái đó không bao giờ đói. Thí dụ mình giàu cái lòng không ganh tị, đừng lo, dù mình không có đồng xu, người ta vẫn thương mình. Tại vì mình nghèo mà không ganh tị, đi tới đâu ta cũng cho ăn, không sợ đói, mà chẳng cần cất giữ. Cho nên mấy người mà xin lỗi, nhiều khi người ta làm homeless, người ta không có của gì đó, nhưng mà không bao giờ ta đói nha. Ta đi vòng cái người kia không lẽ không cho được chén cơm sao? Giờ mình giàu nhưng mà mình cực lắm, tại vì mình phải giữ của. Cái người ta không có gì, ta khỏe hơn mình. Đức Phật dạy người giàu cũng có hai hạng, một là giàu điều ác, hai là giàu điều lành. Tạo nhiều điều ác chẳng bằng một điều lành. Cái câu tạo nhiều điều ác chẳng bằng làm một điều lành, cái câu này nó giống như trong chữ Hán mình hỏi Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe vậy đó. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời mà làm lành, lành còn chưa đủ, nhưng một ngày làm ác, ác tự đã dư. Pháp Hòa ví dụ như giờ mình bố thí nè, mình cúng dường, mình xây tượng, mình làm hết các cái điều thiện đi, nhưng mà lỡ bữa nào mình nóng giận quá, mình giết người rồi, thì cái này lúc trước mình làm báo chí không có đăng nha, không thấy ai nói gì hết. Nhưng mà đây, cái chuyện này sẽ rao truyền. Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành cũng chưa đủ, một giờ một ngày mình làm ác thôi tự đã dư. Cho nên không có trách gì, mà cũng chẳng lạ gì khi thế gian này sao, when you do something good nobody remember, when you do something bad nobody forget. Mình làm một điều thiện, điều lành không ai nhớ đâu, nhưng làm một điều xấu người ta nhớ suốt đời. Hồi xưa có những cái luật phạt những cái người mà làm ác, làm phạm tội. Có những quốc gia ngày xưa họ làm sẵn một con dấu bằng sắt có cái chữ ST là stealer. Bất cứ ai mà ăn cắp mà bắt được á, họ sẽ nướng đỏ cái cây sắt có chữ ST đó, họ in lên cái mặt của cái người đó. Để làm chi? Để đi tới đâu người ta cũng xa lánh cái người này, và người này trở thành một cái người gọi là bị thiên hạ coi thường, chê trách, là vì trên mặt ảnh có hai chữ ST tượng trưng cho stealer. Nhưng một người khác cái tâm họ thiện hơn, họ nhìn người bằng cách khác, họ lợi, họ thân chơi với người này, thì cái người khác mới hỏi họ,
cái người này là stealer mà tại sao anh chơi với họ? Ủa? Họ là ăn cắp à? Stealer hả? Sao tôi không biết? Trời đất ơi, trên mặt nó in hai cái chữ ST, anh không biết sao? Nó ồ vậy hả? Tại tôi tưởng đâu là saint. Saint là thánh, tại vì chữ thánh viết tắt cũng viết vậy đó. Stealer cũng ST mà saint cũng là ST. Nhưng mà cái tâm họ thiện, họ lành, cho nên họ nhìn mọi người bằng lành như vậy. Cho nên đạo giáo có mặt để làm gì? Để phát triển cái đó. Phát triển cái chủng tánh thiện nơi chúng sanh. Cho nên mình thường hay nói là tu tâm. Câu kế là gì? Dưỡng tánh. Cái tánh là cái gì? Cái tánh là cái bản chất, là cái nature. Nó mãi ở trong lòng không thay đổi. Cho nên ráng dưỡng cái tánh đó. Còn cái tâm là cái mặt chiều ở nổi trên nè, nó dễ bị lung lay lắm. Mình mới vừa trên này mình thương quý cái vị đó hết sức, xuống lầu người ta nói xấu vị đó, mình đổi thái độ mình nhìn liền, thì cái tâm mình nó dễ lung lay. Cho nên thường người ta hay gọi là tu tâm dưỡng tánh. Vì cái tâm của mình nó dễ hay thay đổi, mà chẳng những vậy mà nó còn dễ bị lôi cuốn theo cái xấu. Cho nên ráng sửa cái tâm đó. Ráng sửa cái tâm đó. Và cái tánh tốt nên ráng dưỡng đó. Cho nên đạo Phật nói cho đúng là cũng không ngoài cái chuyện, nói tất cả giáo lý cũng không ngoài cái chuyện dưỡng cái tánh đó. Cũng Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Cái tình cảm hạnh phúc trong gia đình nó mới quý. Còn cái chuyện mà tiền bạc thu ít thu nhiều, tài chánh nó có hụt nó có hao, đó là chuyện thế, chuyện bình thường của thế. Chỉ tình cảm mà còn á, mình làm nên tất cả. Còn tiền bạc nó hao hụt là cũng do mọi thời thế thôi. Nội cái chuyện mà 2 năm Covid là ai cũng ngất ngư rồi. Nhưng mà nhờ cái tâm vững chãi của mọi người, cho nên rồi ai cũng sống tới ngày nay. Tại vì sao? Tại vì mình hiểu rõ, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hồi xưa mình có một chén gạo mà cả nhà mình ăn được, mà tại sao giờ có lu gạo mình vẫn rên? Hồi xưa mình chỉ có cái hiên che mình vẫn sống, mà giờ sẽ có nhà mình vẫn rên. Thành thử ra hôm rồi đây cũng có một gia đình lên than thở chuyện đời sống hàng ngày. Pháp Hòa cũng chia sẻ vậy. Cái quan trọng là vợ chồng vẫn giữ được cái đầm ấm hạnh phúc. Còn cái chuyện mà cái bề nổi ở trên á, thay đổi tiền của thiếu hụt vân vân, mấy cái chuyện đó rất bình thường của cuộc sống. Thậm chí bây giờ mình có nè, thí dụ bây giờ mình làm ăn mà lên phất lên đi, rồi cuối cùng mình ăn nhiêu cũng chén cơm cùng, mà thậm chí bận nhiều chừng nào là khỏi ăn luôn. Có tiền rất nhiều nhưng mà không có giờ ăn. Rốt cuộc là mình cần cái gì của sự sống? Cũng chỉ là ăn uống bình thường thôi. Pháp Hòa hay ví dụ cái chuyện đó như chai nước lọc vậy đó. Uống nước trà, uống cà phê, uống các loại nước. Nhưng mà nước gì cần nhất cho cơ thể? Nước lọc. Mà nước lọc là cái nước rẻ tiền nhất. Không ai dùng nó tới nó, mà nước gì muốn pha không thể thiếu nước lọc. Muốn pha nước trà cũng phải có nước lọc, muốn pha cà phê cũng phải có nước lọc. Nhưng mà khi hỏi uống gì, cái lựa nước ngon uống. Lựa gì ngon uống, nhưng mà cuối cùng trong cơ thể cần gì? Cần một miếng nước lọc. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái đơn giản nhất của con người mỗi ngày của chúng ta. Gặp cái thời dịch bệnh đó, chạy vô Costco rần dành với nhau, dưỡng dành gì? Nước với gạo thôi. Rốt cuộc con người mình hiểu ra là gì? Cả cuộc sống của chúng ta không gì ăn như uống. Vậy thì những lúc bình thường chúng ta có ăn uống, tại sao chúng ta vẫn không thấy đủ? Cho nên lâu lâu mình phải trở về những cái cơ bản đó. Mình thiền quán những cái đó để mình hài lòng, để mình bình an, mình sống vững chãi. Mục đích của Phật giáo không phải chỉ nói cái chuyện chứng thánh chứng quả gì. Cái chuyện đó có, nhưng mà anh lo cơ bản này trước nè. Cho nên nhà Phật hay kêu là sơ thiền đó. Sơ là bước đầu. Cái quả đầu tiên là anh chứng tu nhân thừa,
Còn cái chuyện Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát tính sao? Anh cứ có một đời sống con người bình thường cho đã. Bình thường mà chưa được thì lấy gì có Bồ Tát, mà nếu có xưng Bồ Tát thì Bồ Tát bất thường. Cứ là một con người bình thường trong cuộc sống. Vậy thì hàng ngày mà chúng ta tu tập không có gì phát triển, không có gì ngoài, chúng ta làm sao để trưởng dưỡng, điều phục cái tánh, cái tâm của mình. Điều phục cái tâm, trưởng dưỡng cái tánh. Nói cách khác là thiện ác. Cái ác á, nó có sẵn nơi mình, nhưng mà mình không cho nó không có ai tưới nó, không có để cho nó sinh khởi. Tứ chánh cần á, Phật, Đức Phật có dạy bốn điều tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, chân chánh. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách chấm dứt. Điều thiện chưa sanh, nên làm cho nó sanh. Điều thiện đã sanh, nên tìm cách phát triển. Giống như con mình á, thí dụ như từ nhỏ nó chưa biết gì hết, bắt đầu mình dạy. Tại vì nó chưa có, nó chưa biết tiếng Việt, nó chưa biết lễ phép, mình dạy cho nó. Điều thiện nó chưa có, làm cho nó có. Nếu mà nó đã có rồi, mỗi ngày phải phát triển. Còn nếu mình thấy nó xấu, nó có khởi cái tánh ác, cái xấu, lập tức kiếm cách chấm dứt. Mà nếu nó chưa có, đừng để nó khởi. Chẳng hạn như nít nó chưa biết tham, nhưng mình đừng có để tiền của, đừng có để tiền bạc lung tung. Nhiều khi mình người lớn hay coi thường mấy đồng, đúng. Tại vì mình coi mấy thường mấy đồng lẻ. Nhưng với cái độ tuổi của một con nít, mấy đồng nó lớn lắm. Y chang mình nó nhỏ thôi. Hồi nhỏ trong túi có 10 bạc mà cứ 5 phút là móc ra đếm. Dớ không? Mỗi năm mà Tết đó, chờ một đêm một ngày đếm tiền biết mấy chục lần mà cũng nhiêu à. Quý vị mấy bà cụ Việt Nam mình đó, mặc cái áo bà ba ở ngoài, ở trong có cái áo lá trắng trắng đó. Tiền gói mấy lớp để trong, rồi xong có cái kim tây. Lâu lâu mở kim tây ra ngồi đếm, đếm xong còn đủ 30 cất tiếp. Thì con nít cũng vậy. Cho nên mình để rơi rớt ở đâu, nó thấy, nó lấy, nó xài 5 đồng, 3 đồng. Nhưng mà lâu ngày bắt đầu biết xài lớn. Cờ bạc cũng vậy, phải không? Mới đầu chơi chơi đó, đồng hay đồng anh em chơi cho vui. Nhưng mà ghiền rồi là chơi lớn. Cho nên cái gì nó chưa có ghiền, đừng tập cho nó. Vậy thì bây giờ mình hỏi là mình tu theo Phật giáo là mình tu cái gì? Phật dạy thiện ác là thiện là gì mà phải cần tu? Ác là gì mà phải cần tu? Ác là tổn giảm, thiện là tăng ích. Đơn giản vậy đi. Hồi xưa ta nói vậy nè, bình sanh tác tác thiện thiên gia phúc, nhược thị ngu ngoan thị hỏa ương. Bình sanh đó, tức là sống ở đời đó. Mình mà làm thiện đó, được thêm phước. Còn mà ngu dại, nhược thị ngu ngoan, nếu mà ngu dại khờ khạo mà làm điều xấu á, thì tai họa nó đến với mình. Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Cái thiện cái ác cuối cùng rồi nó đều có cái trở lại với mình hết. Cái quả báo hết á. Không? Đừng có hồng là gì? Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cao phi là gì? Bay cao. Viễn tẩu là chạy xa. Chạy xa bay cao cũng không trốn được. Cao phi viễn tẩu giả nan tàn. Cái đó nó đến rồi thì không chạy được. Mình sắp sửa học Kinh Pháp Cú phẩm thứ 9. Và phẩm thứ 9 có tên là phẩm ác. Mai mốt bây giờ mình không có thời gian để đọc vào cái phẩm kinh, nhưng Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng cái tựa của cái chữ ác, và ác là gì và thiện là chi. Còn đứng trên cái phương diện á, với cái nhìn sâu xa của cái người tu như là Tổ Huyền Giác á, thì Ngài mới nói rằng ác là chi, thiện là chi, ác ai là chi. Đeo mang chi hai cái khối nặng vô nghì. Thiện hay ác á,
là tâm tư ta tự đọa đày, lầy đọa. Không ai xử mình hết á. Bây giờ mình làm cực kỳ cái gì đi nữa, không ai xử mình bằng tự cái gì? Bằng tự lương tâm rai rứt của mình. Rồi chính cái chỗ đó gọi là đọa. Cái tâm mình làm điều xấu, làm điều không đúng, làm sao lưng một cái người tốt, tự mình biết lấy, rồi tự mình sẽ khổ đau với cái đầy đọa đó. Cho nên có nhiều khi có nhiều người đâu có nói được cái điều xấu của mình hồi nhỏ, hồi trẻ mình làm. Nhưng giờ lớn lên cái quả nó đến. Quả nó đến cái nhận ra, tự thấy lấy, rồi tự sám hối lấy. Hôm nay mình không có thời gian để đi vào phẩm kinh, nhưng mà bởi vì cái tựa của phẩm là ác, cho nên Pháp Hòa muốn giới thiệu trước với đại chúng hai chữ ác đã đi với thiện. Và tất cả đạo giáo, bất cứ vị thánh nào ra đời, đạo giáo nào có mặt trên thế gian này, cũng không ngoài cái việc làm chính yếu. Đó là gì? Đó là dạy cho con người cái thiện và chỉ cho con người cái xấu để con người giảm. Và cái gốc của nó cũng không ngoài cái lòng từ bi, cái tâm gọi là thương mà muốn cảm hóa tất cả. Ngày hôm kia có một nhóm bạn ngoại quốc, trong đó có một người Việt Nam, còn lại là các bạn bên Hồi giáo đến thăm chùa. Thì đầu tiên các vị vô chụp hình cũng không mấy gì thoải mái lắm, tại vì có lẽ cái đức tin của người ta là không có chụp hình chung với người khác đạo. Cho nên mình cũng tôn trọng tất cả những cái gì mà các vị đó quyết định. Pháp Hòa mời vào phía sau ngồi chơi nói chuyện. Thì trong khi ngồi nói chuyện, Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói ví dụ á, nhìn ở trên một cái thân cây, chiếc lá nó có thể khác, cái bông nó có thể khác, cái mùi thơm nó có khác, cái trái nó có khác, có ngọt, có chua, có đỏ, có vàng, có đủ các hình thức ở bên trên. Nhưng mà không cây nào mà sống không từ rễ và đất. Phải không? Cây nào cũng phải ở dưới đất, phải có rễ mới sống chứ. Rồi nó chồi lên thì nó khác hình, khác dáng, khác hương vị. Pháp Hòa nói cũng như thế. Các vị có mặt trên đời này, cái cách dạy nó có khác nhau, nhưng mà vị thánh nào cũng không ngoài lòng từ bi và trí tuệ. Giống như rễ thôi. Bây giờ anh tới với tôi, anh cầm cái ly này lên, anh uống trà. Mỗi một quốc gia nó sẽ có một cái hình dáng của một cái ly nó khác nhau. Nhìn cái ly đó, biết ly này của Việt Nam, ly này theo phong cách của người Trung Hoa, ly này của người Nhật Bản. Tại vì nó có những cái dáng dấp, những cái màu sắc mà mình nhìn cái ly, cái chén mình biết của nước nào. Nhưng mà bản chất cuối cùng mà để làm nên cái chất đó là cái gì? Cũng là đất, nước, những cái căn bản nhất để làm nên. Hình dáng có khác, tên gọi có khác, nhưng mà không ngoài cái chuyện đó. Tôi có thể nói tiếng gì tôi mời anh, nhưng mà cuối cùng anh vẫn nhận ra rằng tôi mời anh uống nước. Cái tấm lòng, cái trái tim, cái từ bi, cái trí tuệ của các vị, của anh, của tôi, của mọi người, không ai khác hết. Ngồi nói đâu khoảng, tại vì ngồi trao đổi mà, thì chừng 15 phút sau thì tự động hỏi mình chụp chung tấm hình được không. Và cuối cùng khi đứng dậy, một anh nói khi nào đám cưới của tôi mời thầy được không. Mời thầy chứng lễ. Tại vì Pháp Hòa có kể cho các vị đó, khi tôi nói chuyện với các bạn trẻ trong những ngày lễ cưới, mặc dù họ lên chùa, họ làm lễ cưới đó, nhưng mà tôi rất ít khi nào tôi nói chuyện Phật Pháp trong lễ cưới lắm. Tại vì sao? Tại vì họ là một cái cặp vợ chồng trẻ, họ cần biết cái đạo lý để sống. Họ không phải đến đây để nghe tôi truyền đạo. Mà đạo của tôi muốn nói là đạo Phật, mà đạo Phật là đạo tỉnh thức. Mà tỉnh thức là sống không có mê. Mà tỉnh là gì? Là biết được người thương của mình như thế nào,
thương như thế nào để người thương mình không bị thương, và cuối cùng mình không bị tổn thương. Đó mới là đạo Phật. Đạo Phật là dạy cái nghệ thuật để sống, chứ không phải đi truyền bá cái đạo lý tôn thờ lại lục Đức Phật. Mình sẽ lại Phật sau khi mình nhận ra được những cái gì Phật dạy đã cảm hóa được mình. Mình lại xói tráng, nhưng mà lại này bây giờ không phải lại như hồi đó mình hiểu là lại để van xin nữa, mà lại để tri ơn, để ca ngợi, để tán thán, để tri ơn. Cũng bây giờ cũng hành động là lại, nhưng ngày xưa tôi lại, tôi cái tâm tôi gia vô cái lại nó khác. Bây giờ tôi lại khác. Ngày xưa mình ăn chay á, mình có nghĩ, mình có cảm nghĩ mình ăn chay, mà ăn chay thì mình trả lễ cho Phật, tại Phật mới phù hộ mình trúng mánh. Giờ mình hứa một tháng mình ăn một tháng. Như bây giờ mình cũng ăn chay, nhưng mà mình thổi vào đó cái ý nghĩa ăn chay, trưởng dưỡng lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ bi, tăng trưởng sức khỏe. Cũng một hành động đó. Ngày xưa mình thờ Phật, tâm niệm mình khác. Bây giờ mình cũng vẫn giữ bằng Phật đó, tâm niệm khác. Cho nên cái cách của chúng ta là không đả phá, không bỏ bê, mà chúng ta biết chỉnh đốn. Hồi xưa mình vẫn thờ ông Thiên, ý nghĩa giờ nó khác. Bây giờ mình thờ ông Thần Tài, ông Thổ Địa, cái tâm mình nghĩ Thần Tài Thổ Địa nó tăng trưởng lên, nó khác lên. Cho mình thấy ông Thần Tài vẫn đẹp như thường, không có đả phá. Mà mình làm sao vẫn dụng được cái đó bằng cái đạo lý của đạo Phật. Cho nên mình hay dùng cái từ đó, nhìn cái đó qua cái lăng kính của Phật giáo. Truyện Kiều qua lăng kính của Phật giáo. Tây Du Ký qua lăng kính của Phật giáo. Những cái câu chuyện của Kim Dung như là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, rồi những cái chuyện cổ nữa là như là Tam Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nếu mình có cái nhìn của đạo Phật, mình soi vào những cái bộ truyện đó, giải mã hết, mà mình tìm ra được cái then chốt để mình ứng dụng trong cuộc sống, mà không phải là những cuốn tiểu thuyết bình thường mình đọc nữa. Mình phải có cái nhìn đó để mình nhìn đời, mình nhìn tất cả các pháp. Cái đó gọi là nhìn đời bằng Phật nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn. Ngày xưa mình nhìn bằng nhục nhãn không à. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mình thấy người ta vậy mình nói vậy, nhưng mình giờ mình có tư duy, có quán chiếu, tại sao người ta như vậy. Người ta phải có hoàn cảnh, người ta có cái hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó đẩy người ta vào cái đời sống như vậy. Cho nên mình nhìn được thấu phía sau của họ. Bây giờ cái lòng từ bi mình thương họ được, mình không có ghét họ nữa, vì mình hiểu được cái quá khứ của họ, mà thấy được cái quá khứ của người khác. Đạo Phật gọi là chứng cái gì thần thông, túc mạng minh. Chứng được cái thần thông, thấy được quá khứ. Cho nên chuyện thần thông là có thật. Có thật là sao? Bây giờ con mắt mình nhìn thông suốt, có cái lực mình nhìn thông suốt, không còn vướng vấn, không còn hạn hẹp. Đại chúng phải hiểu đạo lý như vậy đó. Đọc kinh Phật mới không có mù mờ, đọc kinh Phật mới không thấy nó trừu tượng, mà phải thấy được rằng đạo lý rất thâm sâu. Chúc đại chúng cuối tuần an lạc. Tuần tới mình học tiếp. Thưa đại chúng, bắt đầu từ tối ngày mai, tối thứ hai, tối thứ ba, tối thứ tư, chùa vẫn tiếp tục truyền online để quý vị theo dõi các thời kinh. Tại địa phương thì quý vị có thể về chùa để tụng kinh với quý thầy. Chiều thứ năm là bắt đầu vào khóa tu ở tại tu viện Tây Thiền. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy ở Tây Thiền. Chủ nhật thì chúng ta trở về Trúc Lâm để làm lễ. Rồi thứ hai ở tiếp tục ở trên Tây Thiền. Thì quý vị theo dõi chương trình để theo dõi tất cả các thời khóa trong mười mấy ngày tới. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ quý vị nào có người thân cúng thì xin chia ra các nơi để cúng.